những cái hóa trị hoặc những thuốc điều trị về tâm thần kinh. Và nó cũng có thể là ảnh hưởng do cái chất lượng tâm thần của chúng ta, tinh thần chúng ta, và nó có thể ảnh hưởng bởi vì cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó có cái sự bất thường về mặt cơ thể học, hoặc là có thể những cái bệnh biến dưỡng, những bệnh như béo phì, những bệnh mãn tính hay là những bệnh ung thư, tất cả những cái này đều có thể dẫn đến cái sự rối loạn của hệ vi khuẩn đường ruột. Và các hậu quả của hệ vi khuẩn đường ruột thì chúng ta cũng biết rằng hệ vi khuẩn đường ruột nó có tác động lên rất nhiều cơ quan. Vì vậy cho nên nó có thể dẫn đến hậu quả trên hệ hô hấp của chúng ta, có thể dẫn đến hậu quả của cái bệnh về biến dưỡng, nó có thể dẫn đến hậu quả kể cả trên da, chẳng hạn như bệnh vẩy nến chẳng hạn như vậy, hay là kể cả trên những cái não bộ của chúng ta, đời sống tinh thần hoặc là tự kỷ vân vân, và kể cả cái hệ tim mạch của chúng ta, nó đều bị ảnh hưởng bởi cái sự rối loạn của hệ vi khuẩn đường ruột. Và cái hậu quả của hệ vi khuẩn đường ruột, nếu như chúng ta phân tích một cách chi tiết, chúng ta thấy rằng đối với ruột thì cái hậu quả của hệ vi khuẩn đường ruột nó có thể gây ra bởi vì do cái cơ chế là khi mà có rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột thì những cái rối loạn này sẽ tạo ra những vi khuẩn lạc chỗ và gây ra những cái viêm kinh niên. Và những cái viêm kinh niên này á, thì nó, nếu như nó tái đi tái lại nhiều lần thì nó có thể dẫn đến viêm ruột mà chúng ta gọi là IBD, với hai cái bệnh lý tiêu hóa cơ bản, đó là bệnh Crohn và bệnh viêm loét đại tràng. Và cái hội chứng ruột kích thích cũng là một bệnh lý mà gây ra bởi cái hậu quả của cái rối loạn hệ vi khuẩn ruột. Chúng ta cứ nhìn kỹ vào đây, chúng ta thấy rằng nếu như hệ vi khuẩn đường ruột chúng ta bị rối loạn thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lượng mà những cái axit béo chuỗi ngắn sẽ được sản xuất thấp đi, và những cái tính đa dạng cũng như sự tăng sinh của những vi khuẩn không có lợi nó sẽ dẫn đến tạo ra sự tăng lên những cái yếu tố tiền viêm, những cytokine. Và tất cả những cái này nó sẽ làm dẫn đến cái sự giảm cái liên kết của từng cái tế bào niêm mạc ruột, và nó dẫn đến cái vi khuẩn lạc chỗ và viêm kinh niên. Chính vì vậy cho nên nó gây ra những cái bệnh lý trực tiếp ngay trên cái đường tiêu hóa của chúng ta. Hậu quả của rối loạn vi khuẩn ruột nó có thể dẫn đến cái sự mà tổn hại trên những cơ quan khác, bởi vì nếu như mà hệ vi khuẩn đường ruột bị rối loạn thì những cái chất biến dưỡng có lợi do hệ vi khuẩn đường ruột sinh ra sẽ bị giảm sút đi. Trong đó có những cái axit béo chuỗi ngắn, mà chúng ta cũng biết là axit béo chuỗi ngắn nó rất quan trọng trong cái sự giao tiếp giữa tế bào với nhau, với lại hệ thần kinh vân vân. Và chính vì điều đó cho nên nó dẫn đến những bệnh lý ngoài tiêu hóa, ví dụ kể cả những bệnh lý về biến dưỡng như là tiểu đường type 2, những bệnh lý về tim mạch vân vân, và kể cả những bệnh lý ngoài da. Đó. Cho nên chúng ta nhìn thấy ở đây, nếu như loạn khuẩn ruột thì cái cơ chế cái loạn khuẩn ruột này nó dẫn đến sự giảm thiểu của những cái axit béo chuỗi ngắn, nó có thể gây nên cái rò rỉ ruột, nó có thể tạo ra những cái cytokine tiền viêm, và tất cả những cái yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng trên sự giao tiếp thụ thể của bề mặt tế bào bị giảm thiểu đi, cũng như là nó làm những chức năng của tế bào của những cơ quan khác bị giảm thiểu. Vì vậy cho nên nó sẽ tạo ra cái ảnh hưởng trên những cái cơ quan khác ngoài ruột của chúng ta. Và riêng đối với thần kinh thì sự mà rối loạn của hệ vi khuẩn đường ruột có thể là nó sẽ dẫn đến nó sẽ làm giảm đi, nó tăng cái cường những cái cytokine tiền viêm, nó làm giảm đi những cái chất biến dưỡng có lợi, và chính những điều này nó sẽ tạo nên cái sự rò rỉ ruột và tạo ra những cytokine tiền viêm. Và những cytokine tiền viêm này cũng như sự rò rỉ ruột nó dẫn đến cái những chất độc của trong ruột nó sẽ vào trong máu, và nó có thể dẫn đến kích hoạt cái trục chúng ta gọi là trục tuyến yên, tủy thượng thận, và tức là HPA đó, thì tất cả những cái trục này bị kích hoạt thì nó sẽ làm
rối loạn trong sự sản sinh ra những cortisol, và đồng thời cái rối loạn này nó sẽ làm dẫn đến làm tăng thêm cái rối loạn của hệ vi khuẩn đường ruột. Và chính vì như vậy cho nên chúng ta thấy một cái con đường mà nó sẽ rất là phức tạp ở một chỗ, tức là chúng ta hay nói rằng là loạn khuẩn ruột nó sẽ dẫn đến cái tạo ra những cái vi khuẩn mà có sự bất loạn, bất cân bằng về vi khuẩn, cũng như sự tăng sinh những cái vi khuẩn có hại, thì nó sẽ tạo ra những cái ảnh hưởng trên cái tế bào miễn dịch. Và ảnh hưởng tế bào miễn dịch này cũng như là nó sẽ ảnh hưởng trên những cái hệ thần kinh giao cảm cũng như đối giao cảm, và những chất này vào máu thì nó sẽ dẫn đến tác động trên cái não, và đặc biệt trên cái tuyến yên, đặc biệt trên những cái trục mà tuyến yên, tụy tạng và tuyến thượng thận. Và tất cả những điều này nó sẽ làm kích hoạt trên cái hệ thống mà giao cảm và đối giao cảm. Tất cả những cái này nó lại làm gia tăng cái sự rối loạn của hệ vi khuẩn ruột của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng hệ vi khuẩn đường ruột chúng ta một khi bị rối loạn, nó không chỉ tạo ảnh hưởng trên ruột mà nó còn ảnh hưởng trên những cơ quan khác. Và trong đó nó còn ảnh hưởng trên một cái quan hết sức quan trọng, đó là não của chúng ta. Như vậy thì cái cách nào để chúng ta có thể tìm biết được là một người đang bị loạn khuẩn đường ruột? Lẽ dĩ nhiên có những cái triệu chứng về mặt bệnh lý chúng ta có thể tìm thấy được. Nhưng mà muốn tìm bằng chứng thì người ta cho rằng nếu ta thử phân thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu như một người bị loạn khuẩn ruột thì nó có sự gia tăng của những cái vi khuẩn thuộc cái nhánh, tức là Proteobacteria, trong đó chủ yếu là những vi khuẩn đường ruột Enterobacteria C. Vì vậy cho nên có sự gia tăng trong phân những cái vi khuẩn đường ruột. Tuy nhiên sự gia tăng của các vi khuẩn đường ruột này chúng ta chỉ có thể phát hiện được bằng một cái kỹ thuật chúng ta gọi là kỹ thuật metagenomic, tức là phân tích toàn bộ bộ gen của vi khuẩn trong phân, chứ không phải chúng ta chỉ cái phân mà chúng ta có thể nói được một người bị loạn khuẩn ruột hay là không bị loạn khuẩn ruột. Thì đó là chúng ta nói về cái phần đầu tiên là vi khuẩn đường ruột nó quan trọng cỡ nào và nó ảnh hưởng như thế nào đối với các cơ quan và kể cả ruột. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thử xem là cái giải pháp nào để có thể điều trị rối loạn đường khuẩn ruột. Thực sự ra để điều trị rối loạn đường khuẩn ruột nó có nhiều cái giải pháp mà có đôi khi phải kết hợp với nhau. Và trong đó có một giải pháp, đó là chúng ta sử dụng những cái prebiotic, những cái probiotic và những cái postbiotic. Chúng ta sẽ đi sâu thử tìm hiểu là prebiotic là gì, probiotic là gì và postbiotic là gì. Prebiotic là những thành phần thực phẩm mà không phải là tinh bột. Và khi mà bao gồm những cái yếu tố, những cái thành phần, ví dụ những cái oligofructose, những cái inulin hoặc những galacto, oligosaccharose, lactulose, oligosaccharide từ sữa vân vân. Và tất cả những cái thành phần này có vai trò chính yếu của nó là có hai vai trò chủ yếu. Vai trò thứ nhất tức là nó sẽ kích hoạt sự tăng sinh của những vi khuẩn có lợi, để những vi khuẩn có lợi này nó sẽ có cái hoạt động điều hòa trở lại cái hoạt động của hệ vi khuẩn đường ruột, và nó sẽ giúp cho những cái sự lây men của những cái chất dinh dưỡng để tạo ra những chất dinh dưỡng tốt, trong đó đặc biệt đó là những cái axit béo chuỗi ngắn cũng như một số yếu tố khác nữa. Chính vì vậy cho nên nếu chúng ta nhìn một cái cơ chế của cái hoạt động của prebiotic, chúng ta sẽ thấy rằng prebiotic nó có thể giúp cho những cái vi khuẩn có lợi được phát triển, và nó có thể cung cấp những cái chất có lợi dành cho đường ruột để cho có những tiếp cận đối với những cái thụ thể trên ruột tốt hơn. Và chính nhờ như vậy cho nên nó sẽ giúp điều hòa trở lại cái hệ vi khuẩn đường ruột chúng ta bị rối loạn. Và prebiotic
nếu như xét trên trục nổ ruột thì chúng ta có những prebiotic hết sức đặc biệt có thể tác động trên trục nổ ruột, đó là theo ba con đường hoặc là theo con đường thần kinh bởi những cái chất như là GOS hoặc là FOS, hoặc là bằng con đường nội tiết, và cũng có thể bằng con đường nữa, đó là con đường miễn dịch. Và khi nói đến những cái prebiotic tác động trên trục nổ ruột thì chúng ta lại phải hiểu thêm một cái khái niệm nữa, đó là những cái psychobiotic. Psychobiotic là gì? Đó là những vi khuẩn mà khi được đưa vào trong ruột thì nó có thể tạo ra những cái chất, và những cái chất này nó lại ảnh hưởng trên cái trục não ruột, và cái sự ảnh hưởng này là sự ảnh hưởng có lợi. Những cái psychobiotic người ta có thể tìm thấy trên một số vi khuẩn đã được nghiên cứu và nó sản xuất ra những cái chất mà có tác động tốt trên trục não ruột. Ở đây nó có những cái nghiên cứu cho thấy rất nhiều vi khuẩn, có những cái dòng vi khuẩn hết sức đặc biệt để có thể tạo ra được những chất mà có hoạt tính psychobiotic, ví dụ như lactobacillus hoặc là bifidobacterium v.v. như là chúng tôi trình bày trên cái bảng này. Đó. Và psychobiotic thì nó khôi phục được sự tương tác não ruột trên rất nhiều nghiên cứu. Có rất nhiều nghiên cứu để chứng minh được những vi khuẩn này khi mà sử dụng nó một cách thích hợp, sử dụng nó trên những dược phẩm mà đã được nghiên cứu thì nó có khôi phục được sự tương tác của trục não ruột và tạo ra những cái ảnh hưởng rất là tốt trên cái trục não ruột để phục hồi được cái sức khỏe của trục não ruột. Đó là chúng ta nói về cái prebiotic và chúng ta nói qua sơ về cái psychobiotic. Bây giờ chúng ta lại đi thêm vô một loại quan trọng nữa trong cái chuyện giúp phục hồi chức năng của hệ vi khuẩn đường ruột, đó là những cái probiotic. Probiotic là gì? Probiotic là những cái chủng vi sinh mà không có hại, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng nó một cách đầy đủ số lượng cũng như đúng cái chủng loại như là người ta đã được khuyến cáo theo cái Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Tiêu hóa Thế giới. Đây là những cái vi khuẩn mà có thể sử dụng để làm probiotic như là Lactobacillus, Bifidobacterium, một số các Streptococcus, một số Bacillus, một số Enterobacter, hoặc là kể cả nấm men như là Saccharomyces. Thì tất cả những cái này nếu như chúng ta sử dụng nó trên những chủng được nghiên cứu thì nó có thể có được phát huy tác dụng. Những phát huy tác dụng này có thể là những tác dụng chung, có thể những tác dụng mà chuyên biệt loài, hoặc là có những tác dụng mà chuyên biệt hơn là chuyên biệt dòng. Đó. Và những cái probiotic mà được sử dụng thì cái vị trí tác động cũng giống như là vị trí tác động của hệ vi khuẩn đường ruột, đó là cái vị trí tác động của nó có thể là nằm ở trên cái màng nhầy, có thể vị trí tác động của nó là ở trên cái niêm mạc ruột, và cái vị trí tác động của nó cũng có thể đi đến những tế bào mà miễn dịch. Và tác dụng chung cho các probiotic, những probiotic nó sẽ có ba cái kiểu tác dụng như chúng tôi nói hồi nãy. Cái tác dụng chung là tất cả các probiotic đều có tác dụng chung như vậy, đó là nó đề kháng sự xâm nhiễm của vi khuẩn có hại, nó sản xuất ra được những cái axit và những cái axit béo chuỗi ngắn để điều hòa nhu động ruột non, nó có thể bình thường hóa các hệ vi khuẩn chí và tăng số lượng vi khuẩn ruột và loại bỏ các cơ chế cạnh tranh của các vi khuẩn. Và đây là những cái tác động mà chung cho tất cả các probiotic được sử dụng. Một tác động thứ hai nó hẹp hơn một chút xíu, đó là tác động mà thường gặp, nó đặc hiệu loài. Cái tác dụng thường gặp đặc hiệu loài đó là nó có thể sinh tổng hợp các vitamin, nó có thể kháng vặn trực tiếp, nó có thể tạo hàng rào bảo vệ v.v. Và một cái tác động thứ ba là tác động cực kỳ chuyên biệt. Tác động này chỉ có trên những
những cái dòng mà người ta nghiên cứu, chứ không phải cùng loài, cùng một loài nhưng mà khác dòng, có thể nó không có những tác động chuyên biệt này. Tác động chuyên biệt này có thể tác động trên hệ thần kinh, có thể tác động trên hệ miễn dịch, có thể tác động trên hệ nội tiết, hoặc có thể sản xuất ra một số chất sinh học đặc hiệu như vậy. Thì chúng ta cũng thấy rằng sử dụng probiotic thì chúng ta thấy nó có ba kiểu tác động, một kiểu tác động rất chung, một kiểu tác động nó đặc hiệu loài, một kiểu tác động mà có tính đặc hiệu trong từng cái dòng. Vì vậy cho nên chúng ta muốn sử dụng probiotic mà cho nó hiệu quả thì chúng ta phải biết rằng những probiotic đó được sử dụng trên những cái chủng mà có bằng chứng nghiên cứu, có đặc hiệu về chỉ định, và các chủng có cùng loài, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng có thể có những cái đặc hiệu chủng nữa. Chính vì vậy cho nên khi chúng ta sử dụng một probiotic, chúng ta phải liên quan đến, chúng ta phải quan tâm đến tên định danh cho đúng, số lượng sống phải đủ cho đến khi mà tới cái hạn sử dụng nó vẫn còn đủ như vậy, liều dùng phải cho đủ, điều kiện bảo quản phải cho thích hợp, và độ an toàn ở các khuyến cáo tác dụng và mô tả chính xác tác dụng phụ cũng như là những thông tin liên hệ. Tất cả những yếu tố này hết sức quan trọng khi chúng ta muốn đưa ra sử dụng một probiotic, hoặc là bác sĩ muốn sử dụng một probiotic thì chúng ta phải quan tâm những yếu tố như thế này. Và có một cái vấn đề được đặt ra là probiotic, nó có những cái probiotic đơn chủng nhưng mà nó cũng có những cái probiotic đa chủng. Thì nếu như so sánh thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đa chủng, nếu như nó xét về tính tồn tại trong ruột thì nó cũng lợi hơn rất là nhiều so với đa chủng. Và tác dụng có lợi cũng vậy, đa chủng nó có lợi nhiều hơn đơn chủng. Tại vì sao như vậy? Là bởi vì một probiotic đa chủng thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái chủng mà nó có cái sự phối hợp một cách toàn diện. Cái sự phối hợp đó là những sự phối hợp sử dụng những probiotic mà có cái hiệu quả trên cái màng nhầy để cho nó tác động với nhau, trong vi khuẩn với nhau. Cái thứ hai nữa là nó có thể có những cái chủng mà nó hiệu quả được trên niêm mạc ruột. Và thứ ba nữa, có hiệu quả trên hệ thống. Chúng ta sử dụng trên cả đa chủng thì chúng ta có thể phối hợp những chủng với nhau để chúng ta có thể đạt được hiệu quả trên cả ba cái vị trí mà tác động của probiotic. Như vậy chúng ta đã qua đến cái vấn đề probiotic rồi, thì còn một cái yếu tố nữa, còn một cái loại nữa được sử dụng để dành cho điều trị cái loạn khuẩn ruột, đó là những postbiotic. Postbiotic là gì? Postbiotic tức là những vi khuẩn mà đã được giết chết bởi nhiệt và có thể kèm theo những cái chất mà biến dưỡng từ những vi khuẩn đó, hoặc là những cái thành phần từ những vi khuẩn chết đó. Và nó khi dùng với đầy đủ một cái số lượng cần thiết thì nó sẽ đưa ra những cái tác động có lợi. Chúng ta cũng lưu ý rằng những cái chất mà chuyển hóa đã được tinh khiết thì không được gọi là postbiotic. Cũng như là có một số từ ngữ chúng ta cũng đọc, chúng ta thấy, nhưng mà nó cũng đều là nói đến postbiotic. Ví dụ như là probiotic mà không còn sống, hoặc là những cái vi khuẩn được giết chết bằng nhựa, bằng nhiệt, hoặc là những cái vi khuẩn mà probiotic được giết chết bằng phương pháp tiên đàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu như so sánh về postbiotic với prebiotic, với synbiotic, với probiotic và với pharmabiotic, thì chúng ta sẽ thấy là pharmabiotic chính là nó bao gồm cả những probiotic và những cái postbiotic. Nó khác với lại những cái prebiotic hoặc là những cái synbiotic. Và chúng ta tại sao mà vi khuẩn giết chết rồi, những thành phần của vi khuẩn nó vẫn có thể có tác động? Bởi vì chúng ta cũng biết rằng trong cái sinh học của chúng ta, tất cả mọi cái tác động giữa tế bào hoặc tác động lên trên tế bào thì nó tác động thông qua phân tử. Và những cái tác động thông qua phân tử này thì chúng ta thấy rằng đều có thể hiện tượng sinh học đều là sự tác động thông qua phân tử. Và vi sinh cũng có thể tác động được trên những cái hệ thống khác, trên những tế bào khác, cũng thông qua phân tử được sản xuất bởi những tác nhân vi sinh. Và những phân tử này khi sản xuất
hay là trước khi tiếp cận hoặc sau khi tiếp cận, nó đều có thể dẫn đến cái hiệu quả như là chúng ta sử dụng cái vi khuẩn. Và đã có nhiều cái minh chứng đã chứng minh được rằng những postbiotic hoàn toàn có thể có tác động trên những cái con vi khuẩn Bacillus, Bifidobacterium, Lactobacillus và Enterococcus, mà đã những vi khuẩn này nếu như được giết chết bằng nhiệt độ thì nó đều có những tác động, có những cái hiệu quả có lợi cho cơ thể thông qua những nghiên cứu, và có trên 50 nghiên cứu đã hơn như vậy đã chứng minh được cái điều đó. Và một cái vi khuẩn mà được xử lý nhiệt, ví dụ như Bacillus, Lactobacillus được xử lý nhiệt, thì nó có thể tạo ra được những cái hiệu quả. Hiệu quả đó có thể từ những cái thành phần, từ những chính của những tế bào vi khuẩn đã được giết chết. Và kể cả những cái dịch mà không có vi khuẩn, mà dịch chứa những chất biến dưỡng hoặc là những cái thành phần của vi khuẩn đã được giết chết, phóng thích ra bên trong những cái dịch đó đều có những cái tác động, đều có những tác động. Và nếu như so cái hoạt tính của postbiotic so với hoạt tính của probiotic thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái hoạt tính trực tiếp thì đều tương đồng giữa probiotic với là postbiotic, nhưng mà có những cái hoạt tính khác thì postbiotic nó có những cái ưu điểm hơn. Bởi vì các phân tử phóng thích từ tế bào vi khuẩn có khả năng tác động trực tiếp hơn trên các hệ mà có cái sự giao tiếp ở trên tế bào, và đồng thời nó điều biến miễn dịch cũng tốt hơn so với probiotic, tức là vi khuẩn còn sống. Và những thành phần của vi khuẩn mà chúng ta tìm thấy trong postbiotic thì trong đó có vách tế bào gram dương, nó liên quan rất nhiều đến điều biến miễn dịch. Những thành phần đó, đó là những polysaccharide, đó là những cái lipoteichoid, đó là những peptidoglycan, và tất cả những cái thành phần này nó đều có những tác động mà đặc hữu cho từng thành phần khác nhau đối với những cái thành phần trích từ cái vách tế bào gram dương. Và như vậy thì còn thêm một cái điểm lợi nữa đối với postbiotic là cái cơ chế tác động của dịch nổi. Thì cái dịch nổi gồm các thành phần tế bào, các chất biến dưỡng, các thành phần bí mật có trong môi trường nuôi cấy. Và các phân tử này hoàn toàn có thể qua được lớp nhầy dễ dàng để có thể tiếp xúc với lớp tế bào niêm mạc ruột và giao tiếp được với các tế bào niêm mạc ruột. Như vậy thì các sản phẩm trực tiếp từ những cái vi khuẩn gram dương mà được dùng để sản xuất những postbiotic đó thì nó sẽ có những cái hoạt tính trên những cái mô hình tế bào ở in vitro, và đồng thời những cái nghiên cứu trên các dòng probiotic trên tế bào đơn nhân máu ngoại vi cũng cho thấy rằng các đáp bất miễn dịch là nhờ cả tế bào vi khuẩn và cả những dịch không tế bào vi khuẩn. Và các hợp chất kháng khuẩn bao gồm những bacteriocin cũng là yếu tố mà kháng vi khuẩn quan trọng, và tất cả những cái này nó đều có những tác động gói gọn ở trong cái sản phẩm của postbiotic. Và ngoài ra thì postbiotic nó còn có một cái lợi nữa là chúng ta có thể sử dụng cả trên những người mà có hệ thống miễn dịch mà bị suy giảm. Trong khi đó probiotic chúng ta có cái chống chỉ định là không nên sử dụng trên những cái người mà có cái sự miễn dịch mà suy giảm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng postbiotic là một tiếp cận rất là tốt, bởi vì nó ban cả ba cái đặc điểm, đó là nó an toàn, nó có cái hiệu quả sinh lý và kể cả những cái đặc trưng về dược lý nữa. Và để kết luận cái bài báo cáo ngày hôm nay, chúng tôi xin đưa ra mấy cái điểm quan trọng. Thứ nhất là hệ vi sinh đường ruột là một cái cơ quan rất là lớn, và cơ quan này nó tác động trên nhiều cơ quan khác của cơ thể. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói hệ vi sinh đường ruột nó là một cái cơ quan mà bí mật, nhưng mà nó rất quan trọng. Và rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột nó không chỉ dẫn đến cái rối loạn trên ruột, mà nó dẫn đến rối loạn trên nhiều cái cơ quan khác nữa. Và nó
cái sự rối loạn này là cái vòng xoắn để nó có thể tạo thêm cái rối loạn hơn nữa trong hệ vi khuẩn ruột. Và như vậy thì cái sự rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột nó dẫn đầu để chúng ta tạo ra những rối loạn mà càng ngày càng nặng hơn. Những cái giải pháp để có thể giúp điều trị cái hệ vi rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, trong đó chúng ta quan tâm bởi vì chúng ta có thể sử dụng được ở trong những cái phòng khám phòng mạch, đó là những cái prebiotic, đó là những probiotic, đó là những postbiotic, và trong đó chúng ta có thể nói thêm có cái psychobiotic cũng như các pharmabiotic nữa. Chính vì vậy cho nên đối với ngành y tế của chúng ta, sự hiểu biết về những cái thành phần như thế nào là prebiotic, như thế nào là probiotic, như thế nào là postbiotic, nó rất quan trọng. Và đó chính là cái mục tiêu mà chúng tôi muốn trình bày trong cái buổi báo cáo ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của toàn thể các quý vị. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bài báo cáo, rất là nhiều thông tin hữu ích cũng như là những cái cập nhật về cái tổng quan cũng như là những cái vai trò của vi khuẩn đường ruột trong những ứng dụng lâm sàng. Thì tiếp theo sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Sa, là giám đốc Viện Nghiên cứu Miễn dịch Chifu Nhật Bản, sẽ có một bài báo cáo chia sẻ về postbiotic trong điều trị bệnh do Helicobacter pylori. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Văn Sa. Kính thưa các thầy cô, kính thưa toàn thể các bác sĩ. Trước hết thì tôi xin cảm ơn tới cô Kiều Miên và Liên Tri Hội Tiêu Hóa Thành phố Hồ Chí Minh cũng như công ty Đông Đô đã tạo điều kiện cho tôi hôm nay được báo cáo trước đông đảo các bác sĩ hôm nay về những vấn đề mà chúng tôi ở bên kia rất là tâm huyết và đã tập trung rất là nhiều sức lực nghiên cứu trong suốt hơn 10 năm nay. Thì vừa rồi thầy Hồng Vân đã tổng kết cho chúng ta biết rất là rộng và chi tiết về cái hệ vi khuẩn probiotic ở trong đường ruột. Thì đến lượt tôi thì là một người chuyên nghiên cứu về miễn dịch và vi sinh vật phân tử, thì tôi xin phép được trình bày một số cái thông tin và cái số liệu nghiên cứu của nhóm chúng tôi bên Nhật Bản nó liên quan đến việc sử dụng probiotic và postbiotic để góp phần làm tăng hiệu quả cũng như là giải quyết một số cái vấn đề mà gặp phải trong quá trình điều trị những cái bệnh liên quan đến vi khuẩn Helicobacter pylori. Và hôm nay cái đề tài quan trọng nhất mà tôi muốn giới thiệu đến các bác sĩ là về cái chủng Lactobacillus Johnsoni 1088, là một cái chủng probiotic mới mà hiện tại đang được dùng rất là phổ biến ở Nhật cũng như một số nước khác trên thế giới, và một số những cái đặc điểm đặc biệt của cái chủng này và chúng ta chưa hề thấy ở những cái chủng khác. Thì vừa rồi thầy Hùng Vân cũng có nói sơ qua về cái khái niệm probiotic và postbiotic. Thì trong cái báo cáo của tôi thì tôi cũng dùng rất nhiều đến hai cái khái niệm này. Thì trong báo cáo này, cái khái niệm probiotic và postbiotic mà tôi dùng trong cái báo cáo hôm nay là hoàn toàn dùng theo cái báo cáo đồng thuận của Hiệp hội Khoa học Thế giới về probiotic và prebiotic năm 2019. Theo đó thì probiotic được định nghĩa là vi khuẩn sống mà khi sử dụng ở liều lượng nhất định sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe. Còn postbiotic thì cũng giống như là thầy Hùng Vân vừa trình bày, thì có rất nhiều cái tên gọi khác nhau, như là paraprobiotic chẳng hạn, hit-kill probiotic, thì là chế phẩm từ vi sinh vật đã được làm chết và vẫn mang lại cái lợi ích cho sức khỏe. Postbiotic có thể chứa hoặc không chứa chất chuyển hóa của probiotic. Thì thực ra thì những nghiên cứu về probiotic thì các nhà nghiên cứu người ta đã làm cách đây hơn 100 năm rồi. Thế nhưng mà postbiotic thì chỉ những năm gần đây thì các nhà nghiên cứu người ta mới quan tâm.
Thì cái lý do nó cũng là đơn giản thôi. Vì người ta để ý thấy rằng cái probiotic mặc dù nó rất là quan trọng, nhưng mà nó có một số những cái hạn chế mà rất khó khắc phục. Chẳng hạn, tất cả những cái chủng probiotic, loại trừ cái probiotic mà thuộc loài Bacillus subtilis. Bacillus subtilis thì do nó có thể tạo được cái bào tử, cho nên nó khá là bền vững ở nhiệt. Thế ngoài ra, ngoài cái loài đó ra thì tất cả những cái probiotic thuộc các loài khác thì nó rất là kém bền với nhiệt. Đấy. Cho nên nếu mà tất cả những cái sản phẩm probiotic đang sống ở trong thị trường, nếu mà chúng ta không bảo quản được nhiệt độ trong tủ lạnh ấy, mà cứ để nhiệt độ bình thường 30-40 độ, thì tôi đảm bảo với bác sĩ là chỉ sau 4-5 tháng lấy ra kiểm tra thì cái tỷ lệ con vi khuẩn còn sống hầu như không còn, rất là thấp. Đấy. Thế như vậy là có cái vấn đề là cái những ngày đầu khi sản phẩm mới ra còn đang mới thì cái hiệu quả nó sẽ khác là sau 5-6 tháng khi mà phần lớn cái vi khuẩn nó đã bị chết rồi. Đấy, như vậy là cái sản phẩm dùng probiotic thì có một cái vấn đề mà rất khó khắc phục, nghĩa là cái công hiệu đấy, nó khác đi tùy theo thời gian. Thế ngoài ra một số cái hạn chế khác là có khả năng gây biến chứng cho những người bị siêu miễn dịch, vì là một số cái loại probiotic mặc dù nó rất là an toàn, nhưng mà những người mà bị suy giảm miễn dịch nó có thể đi qua đường ruột nhập vào máu và gây ra cái hiện tượng gọi là nhiễm khuẩn huyết. Thế ngoài ra là một số cái chủng probiotic nó có thể mang theo một cái số cái gen mà gây kháng thuốc, kháng kháng sinh. Mà khi dùng những cái probiotic như vậy thì cái gen kháng thuốc nó có thể truyền cho những cái loại vi khuẩn khác ở trong đường ruột và gây ra cái vấn nó gây ra kháng thuốc trên diện rộng của rất nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Và cái yếu tố quan trọng để có một cái postbiotic tốt thì đương nhiên ở đây là chúng ta nên ghi nhớ là không phải cái chủng probiotic nào cũng có thể dùng để chế postbiotic. Cho nên để có một cái postbiotic tốt thì trước hết là chúng ta phải chọn một cái chủng probiotic thích hợp. Đấy. Và cái điều quan trọng thứ hai là cái quy trình sản xuất. Như thầy Hùng Vân vừa có nói, một số cái quy trình để làm giết cái probiotic, để chế postbiotic. Tuy nhiên là cũng tùy vào cái tính chất từng loài probiotic mà chúng ta chọn cái quy trình diệt probiotic nó thích hợp. Và cái quan trọng là phải đảm bảo làm chết 100%, đồng thời phải giữ được cái hoạt tính của các thành phần quan trọng, nhất là các đa phân tử trên bề mặt. Những thách thức trong điều trị HP. Thế thực ra thì tôi không phải là bác sĩ lâm sàng, thế nhưng tôi chỉ mượn cái slide này để dẫn dắt cái câu chuyện. Tôi sẽ trình bày một số cái thông tin cũng như cái số liệu do nhóm chúng tôi ở bên Nhật nghiên cứu sử dụng cái lactobacillus johnsoni 101088, và chúng tôi nhận thấy rằng sử dụng cái chủng đó có thể giúp cho chúng ta giải quyết hoặc là làm giảm nhẹ một số cái thách thức, một trong ba cái thách thức này. Chẳng hạn là thách thức thách thức đầu tiên là các chủng HP để kháng kháng sinh. Thách thức thứ hai là tác dụng phụ do thuốc, bởi vì là trong điều trị bệnh do HP thì bệnh nhân thường là phải dùng thuốc ít nhất là khoảng 10 ngày cho đến 14 ngày, cho nên là có thường mang theo kèm theo những cái tác dụng phụ, chủ yếu là do cái loạn khuẩn ruột, do tác động của kháng sinh cũng như là PPI. Cái thách thức thứ ba là có một số cái triệu chứng dai dẳng sau điều trị, ví dụ như là tăng tiết axit hồi ứng khi chúng ta ngừng sử dụng PPI. Thì trước hết là đề cập đến cái thách thức thứ nhất là vấn đề vi trùng HP kháng thuốc. Thì cũng như các bác sĩ đã biết ý, thì trong cái guideline năm 2016 thì cũng có đưa ra vấn đề này. Ở cái statement số 10 thì họ có nói rằng một số probiotic có thể giúp ích làm tăng tiệt trừ HP. Cụ thể là hiệu quả tẩy trừ chỉ có ở một số chủng nhất định thuộc nhóm Lactobacillus bifidobacterium hoặc là Saccharomyces boulardii, và cái tác dụng có thể là trực tiếp đối với vi khuẩn HP, nhưng mà cái tác dụng chính
Ở trong guideline người ta ghi rằng là tác dụng gián tiếp thông qua cái phản ứng phụ. Thì cái guideline của Nhật tôi cũng đưa lại đây. Cái điều số 15 ở trong guideline của Nhật cũng có nói rằng có thể kỳ vọng probiotic khi dùng chung với kháng sinh sẽ làm tăng hiệu quả tẩy trừ HP và làm giảm phản ứng phụ của thuốc. Thì thống kê trong y văn khoảng 20 năm gần đây thì tôi thấy rằng đây là danh sách những cái loại probiotic đã được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng. Thì rất nhiều loại thuộc cái giống gọi là Lactobacillus. Thì ngoài ra một số cái loại probiotic khác là Bifidobacterium infantis, Saccharomyces boulardii, Bacillus subtilis, Streptococcus faecium. Thì trong số các loài đã sử dụng trong nghiên cứu lâm sàng này thì chỉ những cái chủng ghi màu đỏ này thì người ta mới thấy là có tác dụng làm giúp làm tăng cái tỷ lệ tẩy trừ HP. Và đặc biệt là probiotic khi dùng như vậy chỉ có giúp tăng hiệu quả tẩy trừ HP khi tỷ lệ điều thành công của liệu trình điều trị rất là thấp, cụ thể là dưới 70%. Khi mà cái tỷ lệ điều trị một cái HP dùng cái loại thuốc nào mà nó hiệu quả cao khoảng trên 80% thì người ta nhận thấy rằng là sử dụng probiotic không giúp làm tăng cái hiệu quả tiệt trừ HP thêm nữa. Thì riêng về cái loài Lactobacillus johnsoni mà tôi sẽ tập trung trình bày với các bác sĩ ngày hôm nay thì trong các nghiên cứu lâm sàng khoảng 20 năm gần đây thì người ta cũng cho thấy rằng cái loài này nó giúp làm tăng hiệu quả kháng HP. Cụ thể là có 4 thử nghiệm lâm sàng trên người thì đều nhận thấy rằng nó giúp làm tăng cái hiệu quả tẩy trừ HP kể cả khi dùng ở cái dạng sống và dạng chết, nghĩa là dạng postbiotic. Thế ngoài ra, Lactobacillus johnsoni còn giúp làm tăng các vi khuẩn có ích cho trong đường ruột như là Bifidobacteria và Lactobacillus, hoặc giúp làm tăng cường miễn dịch và ức chế vi trùng gây bệnh. Thế lý do tại sao mà probiotic lại có cái như hiệu quả như vậy thì cũng như thầy Hùng Vân vừa rồi đã đề cập, thì tôi sử dụng cái sơ đồ này để giải thích tại sao mà probiotic cũng như là postbiotic này có nhiều cái tác dụng như vậy. Thì cái sơ đồ này giải thích cái cơ chế tác dụng của probiotic. Khi mà dùng probiotic ở dạng sống thì trong dạ dày cũng như trong đường ruột thì probiotic sẽ sản xuất một số cái chất kháng khuẩn như là biosurfactant này, bacteriocin này, vitamin hoặc là organic acid. Còn khi mà dùng ở cái dạng postbiotic hoặc là nghĩa là dạng chết ấy, thì cái thành phần tác dụng chính của vi khuẩn nó nằm ở cái thành tế bào, cell surface. Cái thành tế bào nó có tác dụng rất là cấu trúc rất là phức tạp, và những nghiên cứu gần đây người ta tìm ra rằng là cái tác dụng nó mang lại bao gồm kháng viêm, chống biofilm, chống bám dính, làm tăng cường cái khả năng ngăn chặn của màng ruột, cũng như một số chất nó làm kích thích cái phản ứng miễn dịch của cơ thể. Đây là cái sơ đồ về cấu tạo vỏ tế bào của probiotic cũng như là postbiotic. Chúng ta thấy rằng cái cấu tạo của nó rất là phức tạp. Thông thường cái thành tế bào của probiotic thì nó gồm một lớp màng tế bào, một lớp peptidoglycan. Thì ngoài ra ở trong cái thành ruột thành tế bào này nó có rất nhiều cái chất khác, chẳng hạn như acid technoic, acid lipotechnoic, những cái protein nó giúp cho probiotic bám được vào thành ruột. Và ngoài ra có một cái nhóm protein trên màng tế bào người ta gọi là S layer protein. Thì trong các nghiên cứu người ta tìm thấy rằng cái S layer protein này nó có tác dụng là kích thích cái phản ứng miễn dịch của cơ thể. Thì riêng về cơ chế tác dụng của probiotic và cũng như postbiotic đối với Helicobacter pylori thì nó gồm có những cơ chế như sau. Thứ nhất, probiotic sản sinh ra acid lactic, và cái acid này nó làm giảm hoạt tính của men ureas của vi khuẩn HP, dẫn đến ức chế sinh trưởng của vi trùng HP trong dạ dày.
và nó sản sinh ra các chất kháng khuẩn như là bacteriocin, ức chế sinh trưởng của HP. Thế ngoài ra, các cơ chế khác là bao gồm kích thích miễn dịch đường ruột, làm tăng sản sinh IgA, tăng sản sinh những cái cytokine kháng viêm. Những cái cơ chế tác dụng trực tiếp đối với vi khuẩn HP bao gồm cạnh tranh bề mặt, tạo ngưng kết vi khuẩn HP và phá hủy cấu trúc màng tế bào của HP. Bây giờ tôi sẽ xin trình bày một số cái kết quả nghiên cứu mà nhóm chúng tôi bên Nhật đã làm với cái chủng Lactobacillus johnsoni 10088. Ở trong cái thí nghiệm này để kiểm tra xem là cái Lactobacillus johnsoni 10088 khi dùng ở dạng sống cũng như dạng chết thì cái tác dụng kháng HP nó có giống nhau không. Thì trong cái thí nghiệm này chúng tôi trộn Lactobacillus johnsoni 10088 với lại vi trùng HP. Đấy. Và sau một đêm thì chúng tôi mới lấy mẫu và quan sát trên kính hiển vi điện tử. Thì đây các bác sĩ thấy cái hình ở bên trái là khi chúng tôi sử dụng ở dạng probiotic, nghĩa là dạng sống. Bên phải là chúng tôi sử dụng ở dạng postbiotic, nghĩa là đã được làm chết bằng nhiệt. Thì kể cả hai, ngay cả hai trường hợp thì chúng ta thấy rằng vi trùng HP đã bị biến dạng hoàn toàn. Đấy. Đa số là bị biến dạng thành hình cầu. Và rất nhiều vi khuẩn HP đã bị tiêu diệt hoàn toàn như chúng ta thấy đây. Và chúng ta thấy là không có sự khác biệt lớn giữa hai trường hợp. Và tiếp theo, để so sánh cái tác dụng tiệt trừ vi trùng HP thì chúng tôi làm cái thí nghiệm trên chuột. Theo đó là đầu tiên chúng tôi gây nhiễm chuột vô trùng với vi trùng HP trong 4 ngày liên tiếp. Sau 4 tuần sau khi mà HP nó được làm tổ ổn định ở trong dạ dày thì chúng tôi chia chuột ra thành các nhóm điều trị khác nhau. Và một nhóm thì sẽ cho uống Lactobacillus johnsoni ở dạng sống và một nhóm cho uống ở dạng chết. Và đây là kết quả. Hai nhóm đối chứng. Chỉ sau khi gây nhiễm và chỉ điều trị bằng PBS hoặc là không điều trị thì chúng tôi thấy là trong dạ dày có rất là nhiều vi trùng HP. Khi chuột được điều trị bởi Lactobacillus johnsoni đã dạng chết hoặc dạng sống thì chúng ta thấy rằng cả hai nhóm thì cái lượng HP trong dạ dày chuột nó giảm đáng kể so với lại nhóm đối chứng và không có sự khác biệt giữa hai nhóm được điều trị bởi Lactobacillus johnsoni ở dạng sống cũng như dạng chết. Thì qua đây khẳng định một lần nữa rằng postbiotic có thể dùng và mang lại cái hiệu quả điều trị HP tương đương so với dạng sống. Và đây là một cái thí nghiệm mà sau khi làm xong thì chúng tôi rất là vui. Vì là trong cái thí nghiệm này chúng tôi phát hiện ra một điều mà từ trước giờ các nhà nghiên cứu khác chưa ai làm. Là khi phối hợp Lactobacillus johnsoni với kháng thể IgA kháng vi trùng HP thì chúng tôi phát hiện ra là cái tác dụng cộng hưởng của nó rất là lớn. Thì cụ thể các bác sĩ thấy sau khi trộn Lactobacillus johnsoni hoặc là kháng thể IgA với lại vi trùng HP và chúng tôi nghiên cứu quan sát trên kính hiển vi thì tôi thấy một điều như thế này. Hình thứ nhất là đây là cái vi trùng HP. Chúng tôi thấy là cấu trúc rất là đặc trưng. Dạng phẩy và cái bề mặt của nó rất là trơn. Nhưng mà khi vi trùng HP được trộn nuôi cấy chung với lại một chút kháng thể IgA thì chúng thấy là nó biến dạng rất là rõ. Và bây giờ cái bề mặt của vi trùng HP nó trở thành nhám. Nó nhám như thế này có nghĩa là cái bề mặt cấu trúc, cái màng của vi trùng HP đã bị phá hủy. Và qua những cái chỗ bị phá hủy như thế này, khi mà ta điều trị một số thuốc nó có thể nó ngấm vào trong nó dễ dàng hơn. Hình thứ ba, thì đây là cái trường hợp là khi chúng tôi trộn vi trùng HP với lại vi khuẩn Lactobacillus johnsoni 10088 ở dạng chết. Đấy, thì chúng ta thấy là vi khuẩn HP đã bị biến dạng, bây giờ là hoàn toàn trở thành hình cầu. Tất nhiên là vẫn còn sống, nên nếu mà ta nuôi cấy lại nó vẫn mọc lại bình thường. Thế nhưng mà đây là cái dạng gần như là ức chế. Đấy. Và thú vị nhất là cái nhóm mà chúng tôi trộn vi trùng HP với kháng thể IgA và Lactobacillus johnsoni 10088 thì khi quan sát trên kính hiển vi điện tử như thế là bây giờ vi khuẩn HP đã bị phá hủy 100%.
khác hẳn với cái nhóm này. Thế qua đây chúng ta phát hiện được một điều rất là thú vị rằng khi chúng ta dùng phối hợp Lactobacillus johnsoni với kháng thể IgI thì có một cái tác dụng rất là ghê gớm, là bây giờ không cần thuốc nhưng mà vi khuẩn HP đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất nhiên đây chỉ là cái thí nghiệm ở trên in vitro thôi, không thể làm ở trên in vivo những cái thí nghiệm như thế này được. Và sau khi chúng tôi rất là phấn khích với cái kết quả như vậy thì chúng tôi làm tiếp theo một cái nữa. Lần này thì tôi muốn định lượng là xem khi dùng như vậy thì vi trùng HP nó có thể bị ức chế được bao nhiêu phần trăm. Thì trong cái thí nghiệm này thì chúng tôi dùng một cái chủng HP hoàn toàn kháng với lại kháng sinh clarithromycin. Và khi nuôi cấy trong môi trường có kháng sinh clarithromycin thì chúng ta thấy là vi khuẩn mọc rất là nhiều vì nó kháng thuốc mà. Trường hợp thứ hai, cũng cái chủng đó chúng tôi nuôi cấy chung với kháng thể IgI thì chúng thấy là cái lượng vi khuẩn mọc nó ít hơn rất là nhiều, ít hơn một nửa, hơn 50% là bị ức chế. Nhưng cái rất là hấp dẫn ở đây là khi chúng tôi chọn cái chủng HP đó nuôi cấy chung với lại kháng sinh clari như trường hợp này cộng thêm với lại kháng thể IgI thì bây giờ chúng ta thấy hầu như vi trùng không mọc được, rất ít. Như vậy là trên 95% đã bị ức chế. Thì một lần nữa qua cái thí nghiệm này chúng tôi phát hiện ra một điều rằng như vậy là Lactobacillus johnsoni 1088 và kháng thể IgI có thể là một cái phương tiện mới mà giúp chúng ta giải quyết một cái vấn nạn bây giờ rất là khó giải quyết, đó là cái vấn nạn vi khuẩn, cụ thể là vi trùng HP bị kháng thuốc. Sau khi làm cái này tôi mới dành thời gian tôi nghiên cứu trong y văn thì tôi phát hiện ra một số cái nghiên cứu trước đây, tất nhiên không phải về HP, nhưng một số cái trường hợp mà bị nhiễm khuẩn huyết do Staphylococcus hoặc là Streptococcus ấy, thì khi người ta dùng phối hợp với kháng huyết thanh thì người ta cũng thấy kết quả tương tự, kháng sinh bị kháng thuốc không còn tác dụng, nhưng mà khi dùng chung với lại kháng huyết thanh thì cũng đưa lại cái kết quả rất là cao, giống như là cái kết quả tôi vừa báo cáo cho quý vị. Và đây là một cái nghiên cứu lâm sàng mà tôi đã có dịp trình bày trong cái hội nghị khoa học trước đây ở Hà Nội. Thì cái nghiên cứu lâm sàng này được thực hiện năm 2016 tại Bệnh viện 108 Hà Nội. Thì trong cái thử nghiệm này thì ở bệnh viện người ta sử dụng là bệnh nhân được đến bệnh viện khám và điều trị viêm dạ dày do HP, thì tổng số là 77 bệnh nhân và chia làm hai nhóm. Nhóm đối chứng gồm 41 người được điều trị theo quy trình 3 thuốc. Như các bác sĩ thấy, 1 PPI kháng sinh là Clary và Amox phối hợp với nhau trong vòng 2 tuần. Nhóm thứ hai là nhóm thử nghiệm, 36 người cũng được điều trị bởi liệu trình 3 thuốc giống như trên, cộng thêm với cái sản phẩm Gastimon HP là cái sản phẩm có chứa kháng thể IgI. Và sau đó thì đây là kết quả. Cái kết quả tẩy trừ HP thì được xét nghiệm bằng phản ứng test thở. Thì đây là kết quả chỉ số UBT trước điều trị, thì cả hai nhóm test và nhóm control đều rất là cao và tương đương nhau. UBT sau điều trị thì cả hai nhóm đều giảm đáng kể và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lại trước điều trị. Nhưng mà cái nhóm thử nghiệm ấy thì cái chỉ số UBT nó giảm nhiều hơn so với nhóm đối chứng. Nhưng mà điều thú vị nhất ở đây là số bệnh nhân tẩy trừ thành công sau điều trị thì ở nhóm đối chứng chỉ có 41,46%, trong khi ở nhóm điều trị, ở nhóm thử nghiệm thì là tăng đến 77,18%. Thì như vậy là chỉ cần dùng thêm cái kháng thể IgI phối hợp với lại quy trình 3 thuốc này thì cái hiệu quả tẩy trừ HP nó tăng lên rất là nhiều. Rất tiếc là trong cái thử nghiệm này thì bệnh viện họ không làm được cái kháng sinh đồ giống như thầy Hùng Vân vẫn hay làm ấy. Thế nhưng chỉ cần chúng ta nhìn vào cái kết quả tẩy trừ thành công 41,46% ở nhóm đối chứng này, chúng ta có thể nhận thấy rằng là cái tỷ lệ
kháng thuốc ở cái nhóm bệnh nhân này rất là cao. Tiếp theo tôi xin đề cập đến cái thách thức thứ hai là phản ứng phụ trong điều trị HP. Thì liên quan đến cái vấn đề này thì cái guideline năm 2016 thì cũng có ghi là probiotic làm giảm phản ứng phụ của thuốc điều trị. Cụ thể là bệnh nhân sử dụng probiotic trong những nghiên cứu lâm sàng những năm gần đây đấy, thì chỉ có 23% có phản ứng phụ so với 47% ở nhóm đối chứng. Và các phản ứng phụ giảm do dùng phối hợp với probiotic thì chủ yếu bao gồm là tiêu chảy, này, buồn nôn, nôn mửa, mất vị giác. Thì liên quan đến cái thách thức này thì chúng tôi bên Nhật cũng có làm một cái thí nghiệm ở trên chuột. Thì trong cái thí nghiệm này thì chúng tôi cho chuột uống cái Lactobacillus johnsoni sau 10 ngày. Đấy, và sau đó chúng tôi kiểm tra cái lượng vi khuẩn ở trong đường ruột. Thì chúng tôi nhận thấy là sau 10 ngày uống liên tục như vậy thì ở trong đường ruột của chuột ấy, thì cái lượng này Lactobacillus tăng lên này, lượng vi khuẩn Bifidobacteria cũng tăng lên đáng kể so với nhóm đối chứng. Thế trong khi đó vi trùng mà có hại gây bệnh là Clostridia, chủ yếu là Clostridium perfringens thì giảm đáng kể so với nhóm đối chứng. Đấy. Như vậy là ngay từ cái thí nghiệm ở trên chuột này chúng ta có thể kỳ vọng rằng sử dụng cái Lactobacillus johnsoni 1088 này có thể giúp cho các bệnh nhân trong quá trình điều trị HP để là giảm cái phản ứng phụ. Về cái thách thức thứ ba là tăng tiết axit hồi ứng trong quá trình điều trị, chủ yếu là trong quá trình sử dụng PPI dài hạn ấy, thì y văn gần đây thì cũng cho thấy rằng cái meta analysis này, cái bài báo này họ tổng kết những cái nghiên cứu gần đây, họ cho thấy rằng 11 trên 14 cái nghiên cứu lâm sàng, nghĩa là 79% nghiên cứu lâm sàng gần đây cho thấy probiotic giúp làm giảm triệu chứng gợt trên bệnh nhân gợt. Và các triệu chứng giảm nhận thấy chủ yếu là trào ngược axit, ở nóng, buồn nôn, đầy bụng, ở hơi, đau bụng. Và riêng hai cái nghiên cứu ở Nhật được thực hiện gần đây thì người ta cũng phát hiện ra rằng chủng Lactobacillus johnsoni 1088 và Lactobacillus gasseri làm giảm tiết axit dạ dày ở trên bệnh nhân. Thì trước khi trình bày với các bác sĩ, một số cái nghiên cứu cho thấy rằng cái chủng Lactobacillus johnsoni 1088 giúp làm giảm tiết axit trong dạ dày ở chuột ấy, thì tôi xin phép sử dụng một vài slide để giải thích qua về cái cơ chế tăng tiết axit trên dạ dày. Thì thực ra là giải thích cái này thì rồi với các bác sĩ thì giống như là, nhất là các bác sĩ tiêu hóa thì giống như là búa rìu qua mắt thợ thôi, nhưng mà vì nó là cái liên quan đến cái thông tin sau này cho nên là tôi xin phép được nói sơ qua thôi. Thì nói chung là cái cơ chế tiết axit thì nó qua 3 giai đoạn, nhưng mà giai đoạn chính ở đây là xảy ra trên dạ dày, nghĩa là protein ở trong thức ăn kích thích tế bào G tiết ra cái hormone gọi là gastrin. Cái gastrin này thì kích thích trực tiếp đến cái tế bào thành gọi là parietal cell ấy, thì tế bào thành này tiết ra axit. Và cái cơ chế này người ta gọi là cái trục gastrin ECL, nó chiếm ít nhất là 60% cái lượng axit tiết ở trong dạ dày. Thế ngoài ra là cái hai cái giai đoạn khác như giai đoạn 1, giai đoạn 3 thì nó chiếm 40% còn lại. Và việc sản xuất axit quá mức sẽ được ngăn ngừa qua cái cơ chế là feedback ngược. Cụ thể là khi axit ở trong dạ dày nó tăng lên quá nhiều và cái lượng pH nó giảm xuống còn dưới 3 thì là tế bào D sẽ tự động tiết ra một cái hormone gọi là somatostatin, và cái somatostatin này nó sẽ ức chế cái tế bào thành của dạ dày và cái quá trình tiết axit nó sẽ được dừng lại. Thì các bác sĩ thì chúng ta, tôi không rõ là Việt Nam sử dụng cái thuốc gì chính để điều trị cái triệu chứng gợt cũng như là làm giảm tiết axit, nhưng mà ở bên Nhật cũng như các nước khác thì theo cho tôi được biết ấy, thì
là PPI là một cái thuốc mà dùng phổ biến nhất để điều trị bệnh nhân gợt. Thế nhưng mà PPI mặc dù nó rất là mạnh, dùng một cái thì chúng ta hiệu quả thấy ngay, nhưng mà nó có một số cái nhược điểm này. Vì cái nhược điểm của PPI do là nó chỉ có tác dụng ở cái phần ngọn thôi. Nó chỉ có ức chế cái bước cuối cùng của quá trình tiết axit. Cụ thể là nó ức chế cái bơm proton. Chứ nó không giải quyết được nguyên nhân gốc của bệnh gợt. Và PPI dùng lâu dài thì nó có một số cái tác dụng phụ như là giảm hấp thụ vitamin và chất khoáng này, tăng vi khuẩn trong ruột non gọi là SIBO trong tiếng Anh, dẫn đến là tăng khí lên men áp ngược lên dạ dày, và áp ngược lên dạ dày nó lại tăng cái tiết axit trào ngược lên trên thực quản và gây nghiện. Tôi ghi màu đỏ đây vì nó liên quan những cái phần sau tôi trình bày. Dùng PPI dùng lâu rồi, khi mà bệnh nhân mà ngừng sử dụng ấy, thường nó dẫn đến một cái hiện tượng gọi là tăng tiết axit hồi ứng, làm dẫn đến làm tăng trào ngược. Và qua những điều tôi vừa trình bày như trên ấy, thì vô hình chung thì bệnh nhân của chúng ta là phải gặp một cái điều người ta gọi là vòng xoáy lệ thuộc của PPI. Bị trào ngược lâu quá thì phải dùng PPI, nhưng mà dùng lâu thì lại gây nghiện. Mà khi dùng PPI lâu như vậy thì cái axit cái pH trong dạ dày nó tăng lên, mà khi pH trong dạ dày tăng lên thì nó lại làm tăng cái hoạt tính của cái tế bào G cộng tăng hoạt tính thì nó lại tăng cái tiết gastrin ở trong máu, và gastrin ngược lại thì nó lại dẫn đến làm tăng tiết axit dạ dày. Và khi bệnh nhân ngừng sử dụng PPI cái thì cái hàm lượng axit dạ dày nó tăng lên rất là nhanh, dẫn đến trào ngược càng ngày càng nặng. Hay cái này người ta gọi là tăng tiết dạ dày axit hồi ứng. Như vậy là giải quyết như thế nào? Thì chính vì muốn tìm ra một cái giải pháp để giúp làm giảm nhẹ những cái vấn đề tăng tiết axit như vậy, thì chúng tôi có gần như năm gần đây tôi tập trung nghiên cứu sử dụng Lactobacillus johnsoni, xem nó có giúp ích để làm giảm tiết axit ở trên chuột hay không. Thì đây là cái thí nghiệm thứ nhất. Chúng tôi cho chuột uống Lactobacillus johnsoni trong 10 ngày, và sau đó lấy dạ dày chuột và soi trên kính hiển vi, dùng cái phản ứng miễn dịch huỳnh quang đấy. Thì ở đây cái hình ở bên trái chúng ta thấy có rất nhiều cái tế bào màu xanh lá cây. Cái tế bào màu xanh như cái này là nhuộm bởi cái kháng thể kháng gastrin, như vậy nó là cái tế bào G cộng. Thế nhưng ở cái nhóm hình B này chúng ta thấy là cái lượng tế bào màu xanh nó rất là ít. Thế như vậy là sau 10 ngày sử dụng Lactobacillus johnsoni 1008 thì là cái lượng tế bào G cộng ở trên chuột giảm đáng kể so với nhóm đối chứng. Tiếp theo thì cũng những cái nhóm chuột đó thì chúng tôi đo cái lượng axit ở trong dạ dày chuột. Thì ở cái nhóm đối chứng mà cho uống PPS ấy, thì đây là cái lượng nồng độ axit trong dạ dày rất là cao, khoảng 19,2 trên ml. Nhưng mà nhóm thí nghiệm được cho uống Lactobacillus johnsoni 1008 ấy, thì cái lượng axit nó giảm lên chỉ còn 5,2 thôi, nghĩa là giảm khoảng 73% so với nhóm đối chứng. Và để tìm hiểu xem cái cơ chế nào nó dẫn đến cái giảm tiết axit trong dạ dày như thế, thì chúng tôi mới làm tiếp một cái thí nghiệm. Và cái thí nghiệm này thì chúng tôi đo cái nồng độ hormone gastrin ở trong huyết thanh chuột. Và trong cái thí nghiệm này thì chuột được chia thành nhiều nhóm và được cho uống với liều thấp là 10 mũ 9 Lactobacillus johnsoni và 10 mũ 10. Và ở cái nhóm chuột mà được kích thích để cho nó tăng cái nồng độ axit dạ dày tăng lên rất cao bằng cách là tiêm cái PPI vào trong dưới da chuột ấy, thì chúng tôi nhận thấy sau khi cho uống kể cả liều thấp nhưng liều cao thì cả hai cái nhóm được uống Lactobacillus johnsoni này, thì cái nồng độ gastrin trong huyết thanh nó giảm khá nhiều so với trước khi sử dụng. Đấy. Nhưng mà rất là thú vị là ở cái nhóm chuột mà cái nồng độ axit dạ dày bình thường ấy, thì cái nồng độ gastrin trong huyết thanh thì nó lại không thay đổi. Đấy. Thế như vậy là qua đây chúng ta có thể suy ra một điều là như vậy là
Lactobacillus johnsoni có thể sử dụng để hỗ trợ trong cái trường hợp mà tăng acid trong dạ dày của bệnh nhân. Thế nhưng mà ngoài ra thì với những người bình thường ấy, bệnh nhân bình thường thì cái Lactobacillus johnsoni nó rất là an toàn vì nó không ảnh hưởng đến cái lượng acid ở trong dạ dày với những người bình thường. Như chúng ta đã biết là cái acid nó dầu sao nó rất là quan trọng để giúp quá trình tiêu hóa, nó làm tăng hoạt tính của men pepsin. Không có acid thì cái men pepsin nó không tiêu hóa được. Thế như vậy là mình có thể an tâm để dùng cái Lactobacillus johnsoni vì nó không ảnh hưởng đối với cái lượng acid ở trong dạ dày của những người khỏe. Và trong cái thí nghiệm tiếp theo thì chúng tôi kiểm tra xem cái Lactobacillus johnsoni 1088 ấy, nó có giúp ích cho chuột sử dụng PPI cũng như là điều trị HP bằng kháng sinh cộng với PPI trong dài hạn. Thì trong cái thí nghiệm đầu tiên này, chúng tôi tiêm cho chuột, tiêm PPI cho chuột cách ngày, cứ 2 ngày tiêm một lần trong suốt 8 tuần. Và sau đó chúng tôi kiểm tra thì tôi nhận thấy rằng cái lượng gastrin, tế bào gastrin trong dạ dày nó tăng 27% so với đối chứng. Thế nhưng mà những nhóm chuột đó mà đồng thời được cho uống Lactobacillus johnsoni 1088 thì chúng tôi nhận thấy là cái lượng tế bào G cộng ấy thì nó giảm 40% so với nhóm đối chứng. Ở cái thí nghiệm thứ hai thì chuột chúng tôi gây nhiễm bởi vi trùng HP và sau đó được điều trị theo cái liệu trình 3 thuốc giống như trên người đấy, Amox, Erythromycin và một cái PPI, Esomeprazole. Và sau đó thì chúng tôi cũng kiểm tra cái lượng tế bào G cộng ở trong dạ dày. Thì cái kết quả đầu tiên này thì là chuột sau khi được điều trị theo liệu trình 3 thuốc ấy thì cái lượng tế bào G cộng tăng 17,4% so với nhóm đối chứng. Thế nhưng nhóm chuột điều trị và phối hợp với Lactobacillus johnsoni 1088 thì ngược lại cái lượng tế bào G cộng ấy thì lại giảm rất là nhiều, giảm ít nhất là 40% so với lại nhóm PPS đối chứng. Như vậy là kết quả này rất là thú vị. Chúng tôi nhận thấy rằng có thể dùng Lactobacillus johnsoni 1088 để hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị bằng dài hạn bằng PPI hoặc là trong quá trình điều trị HP. Và đây là một cái nghiên cứu lâm sàng dùng chủng Lactobacillus johnsoni 1088 dạng postbiotic đã tiến hành ở Nhật. Trong cái nghiên cứu này thì 30 người, không phải là bệnh nhân điều trị trào ngược mà là 30 người khỏe mạnh nhưng mà có những cảm giác khó chịu liên quan đến gợt. Chẳng hạn như là họ có một số cái triệu chứng như là nôn, đau dạ dày sau khi ăn chẳng hạn, đầy bụng chẳng hạn. Và những người này sẽ được dùng postbiotic Lactobacillus johnsoni 1088 ở liều thấp hoặc là liều cao trong 6 tuần và họ sẽ được phỏng vấn về triệu chứng liên quan đến gợt trong 3 tuần và 6 tuần. Và sau đó là các triệu chứng được tổng hợp và đánh giá liên quan tới gợt bằng cái thang điểm gọi là FSSG. Cái thang điểm FSSG là cái phương pháp mà được sử dụng rất là rộng rãi ở Nhật. Thì nó bao gồm có 12 câu hỏi liên quan đến gợt. Và mỗi một câu hỏi thì được đánh giá điểm từ 0 cho đến 4 điểm. 0 nghĩa là không có cái gì. Nặng nhất là điểm 4. Và kết quả được thể hiện ở mấy cái biểu đồ dưới đây. Biểu đồ thứ nhất là tổng số điểm FSSG liên quan đến gợt. Thì chúng ta thấy rằng kể cả hai nhóm dùng liều thấp và liều cao thì sau 3 tuần đến 6 tuần thì cái tổng số điểm FSSG đều giảm so với nhóm đối chứng sau 3 tuần và sau 6 tuần. Những cái triệu chứng liên quan trực tiếp đến trào ngược và triệu chứng liên quan đến khó tiêu thì cũng giảm tương tự như vậy, kể cả hai nhóm dùng liều thấp và liều cao. Và đây là cái kết quả thí nghiệm lâm sàng mới nhất mà chúng tôi tiến hành phối hợp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Liên tiêu hóa gan mật ở Hà Nội. Và cái kết quả này thì tôi cũng đã trình bày tại cái hội nghị tiêu hóa toàn quốc năm ngoái. Thì trong cái thử nghiệm lâm sàng này thì bệnh nhân được đến bệnh viện và điều trị thì họ dùng phối hợp thêm một cái sản phẩm Gastimon HP Plus là cái sản phẩm mà chứa kháng thể IgY cộng với lại postbiotic 1088. Thì
Thì trong cái thử nghiệm này thì ban đầu thì chúng tôi, cái phương pháp của cái thử nghiệm này rất là nghiêm ngặt, nghĩa là dựa trên cái lâm sàng ngẫu nhiên, cô đối chứng và mù đôi. Và cơ mẫu ban đầu thì chúng tôi dự định là 300 bệnh nhân dương tính với HP và sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm can thiệp là A, điều trị theo cái liệu trình là 4 thuốc có bismuth cộng với lại gastrimon HP, nhóm chứng là điều trị cũng điều trị 4 thuốc và cộng với lại cái sản phẩm placebo. Sản phẩm placebo được làm giống y xì như là cái sản phẩm chính. Đấy. Và các bác sĩ điều trị cũng như là những người phụ trách trực tiếp trong cái nghiên cứu này, họ không biết cái sản phẩm nào là placebo, sản phẩm nào là sản phẩm đúng. Tất nhiên là chỉ sau khi mở mù ra thì chúng tôi mới biết rằng cái nhóm nào là A, nhóm nào là B thôi. Đây là cái quy trình nghiên cứu. Sau khi bệnh nhân được tuyển dụng thì sẽ khám lần một và kiểm tra HP bằng test thở hoặc là phương pháp ure và khám triệu chứng. Thế sau đó là bệnh nhân sẽ được cho uống kháng sinh cộng với PPI cộng với lại sản phẩm hoặc là placebo trong vòng 2 tuần. Và tiếp theo đó là tất cả các bệnh nhân sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc là placebo trong 16 ngày nữa. Và sau 6 đến 8 tuần sẽ được tái khám bằng test thở hoặc là triệu chứng. Các chỉ tiêu đánh giá là hiệu quả tẩy trừ HP bằng test thở và cải thiện triệu chứng sau 6 đến 8 tuần. Thì đây là tóm tắt đặc điểm bệnh nhân của hai nhóm A và B. Thì về mặt những cái chỉ tiêu liên quan đến giới tính cũng như tuổi và tiền sử điều trị HP cũng như cái triệu chứng chính trong lúc đi khám thì chúng tôi thấy là không có sự khác biệt giữa hai nhóm A và B. Và đây là cái kết quả về liên quan đến tỷ lệ tiêu trừ HP thành công. Rất tiếc là cái cuộc thí nghiệm này nó diễn ra đúng lúc là cái dịch COVID nó bùng ra. Thế thành ra là bên viện họ cũng không quản lý được bệnh nhân hết được. Vì giờ họ cứ đến khám, sau đó lại COVID lại bùng ra thì họ không đến nhận thuốc tiếp được. Thế thành ra là rất ít bệnh nhân tham gia thí nghiệm này là tuân thủ được 100%. Tổng số bệnh nhân tham gia là 190 người. Do COVID là chúng tôi phải quyết định dừng giữa chừng. Thì tổng số bệnh nhân là 190 người, nhưng trong đó là chỉ một số ít là tuân thủ được 100% thôi. Thế thành ra là nhóm nghiên cứu họ mới quyết định là phân tích số liệu như thế này. Những bệnh nhân mà hầu như không tuân thủ ít quá thì không đưa ở đây. Những bệnh nhân mà tuân thủ 50% trở lên, 80% trở lên và 100%. Thì ở nhóm B là nhóm dùng placebo đấy, thì cái tỷ lệ tẩy trừ HP thành công tất cả ba nhóm này, ba trường hợp này thì đều là 83,3%. Nhưng mà nhóm thử nghiệm thì là từ 50% và 80% trở lên thì cái tỷ lệ tẩy trừ thành công là khoảng 88%. Nhưng mà rất thú vị là ở cái nhóm bệnh nhân 21 bệnh nhân tuân thủ 100% là toàn bộ là 100% là gia đình âm tính với HP, nghĩa là tẩy trừ thành công. Trong khi đó là nhóm B vẫn chỉ có 15 người, nghĩa là 83,3% là tẩy trừ thành công thôi. Thế qua cái thử nghiệm lâm sàng này, mặc dù rất tiếc là cái số lượng bệnh nhân nó khá là ít, 21, 18, nghĩa là tổng số 39, cho nên đưa vào phân tích thống kê thì cái chỉ số P nó chỉ là 0,09 thôi, nghĩa là nó không có cái khác biệt về thống kê. Nhưng mà nếu như cái số lượng bệnh nhân mà tăng lên ấy, thì chắc chắn là cái chỉ số P nó sẽ có ý nghĩa về thống kê. Nhưng mà qua đây chúng ta thấy rằng dùng phối hợp với lại Lactobacillus johnsoni cộng với lại IGY, có thể chúng tôi có thể kỳ vọng rằng kể cả cái liệu trình 4 thuốc ấy, có thể kỳ vọng rằng cái hiệu quả tẩy trừ HP nó sẽ giúp được cải thiện khá nhiều. Thế đây là một số cái kết quả liên quan đến cái triệu chứng về phản ứng phụ trong quá trình điều trị. Thì ở đây là tất nhiên là cái số bệnh nhân thì nó cũng mỗi trường hợp nó cũng ít thôi, chỉ vài bệnh nhân thôi. Thì màu xanh thì là nhóm A, nghĩa là nhóm can thiệp. Màu vàng là nhóm đối chứng. Thì qua đây chúng ta thấy là có vẻ như là cái chỉ tiêu như là nóng ấy, thì có vẻ là nhóm placebo nó giảm nhanh hơn so với lại nhóm
nếu không can thiệp. Thế nhưng mà những cái chỉ tiêu khác như là buồn nôn này, mệt mỏi, đầy hơi thì lại có xu hướng là giảm nhanh hơn ở nhóm can thiệp so với lại nhóm đối xứng. Và cuối cùng thì tôi có một số cái thông điệp chính qua cái những phần mà tôi đã trình bày đây. Bốn thông điệp. Thứ nhất, postbiotic là vi khuẩn có ích đã được làm chết, có thể đem lại lợi ích cho tương tự như probiotic. Thứ hai, probiotic, postbiotic, lactobacillus transgenum 1088 có khả năng làm tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ của thuốc, nhất là khi phối hợp với lợi kháng thể IgY. Lactobacillus transgenum 1088 làm giảm tiết axit dạ dày và giúp cải thiện triệu chứng ở bệnh nhân gợt. Lactobacillus transgenum 1088 có thể giúp ích giải quyết 3 thách thức trong điều trị HP. Và đây là cái slide cuối cùng. Và cũng nhân dịp này thì cũng muốn quảng cáo cái thành quả của nhóm nghiên cứu bên Nhật chúng tôi một chút. Vì mặc dù chúng tôi đã đăng tải khá nhiều bài báo, nhưng mà tóm lại thì cái thành quả lớn nhất sau rất nhiều năm nghiên cứu của nhóm chúng tôi ở bên Nhật là đã tạo ra 3 sản phẩm. Đấy. 3 sản phẩm chính, trong đó là Gastimmune HP, Gastimmune HP Plus, Gastifix, và hiện tại đã có mặt trên thị trường. Thì cái mục đích của cái sản phẩm này là giúp làm tăng hiệu quả điều trị HP, nhất là các trường hợp kháng thuốc, giúp làm giảm những tác dụng phụ trong quá trình điều trị và có thể phối hợp với thuốc điều trị gợt, nhất là trong giai đoạn ngừng sử dụng PPI để làm giảm việc làm tăng axit dạ dày. Thì báo cáo của tôi đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý quan tâm của các bác sĩ. Xin trân trọng cảm ơn bài báo cáo rất là nhiều thông tin hữu ích của tiến sĩ Nguyễn Văn Sa liên quan đến một cái giải pháp rất là tiềm năng trong điều trị HP cũng như là kiểm soát axit dịch vị. Thì tiếp theo bài báo cáo thứ ba, xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Quách Trọng Đức, là Phó Chủ tịch Liên chi Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, đồng thời là Phó Chủ tịch Liên chi Hội Khoa học Tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh, để có bài báo cáo liên quan đến chủ đề trầm cảm và lo âu ở bệnh nhân bệnh tiêu hóa và vai trò của probiotic. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa cô Trần Kiều Miên, chủ tọa hội nghị, kính thưa các thầy cô, các anh chị, các bạn đồng nghiệp tham gia ngày hôm nay. Thì có lẽ nói là trước dịch thì 2019 thì Hội Khoa học Tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một cái hội thảo tương tự như vậy. Mà đây là cái lần tiếp theo mà chúng ta nghe những cái thông tin tương tự. Và như vậy chúng ta thấy là sau 3 năm và nhìn lại những cái gì mà chúng ta đã biết trước đây, thì qua hai cái bài báo cáo của thầy Phạm Hùng Văn và tiến sĩ Nguyễn Văn Sa, chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái thông tin cập nhật, kể cả những cái khái niệm mới, chẳng hạn như postbiotic trước đây cũng chưa được nghe nói nhiều, hay là pharmabiotic mà thầy Hùng Văn mới giờ nói. Đó chỉ nói đến những cái khái niệm chứ mình còn chưa nói đến những cái gọi là những cái thử nghiệm lâm sàng rất là quý. Và ngày hôm nay cũng rất là vui là đón tiếp được thầy Hùng Văn và tiến sĩ Sa, đã giúp ích cho các bác sĩ lâm sàng hiểu thêm những cái vấn đề liên quan đến vi sinh ứng dụng và vi sinh lâm sàng. Và cũng xin chúc mừng nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Văn Sa. Đó là một cái niềm tự hào của người Việt khi mình có những cái sản phẩm mà có thể công bố quốc tế và có những cái màu cờ sắc áo như vậy. Xin chúc mừng tiến sĩ Sa và nhóm nghiên cứu. Cảm ơn cô Kiều Miên đã sắp xếp cái bài của tôi sau hai cái bài của hai thầy, bởi vì nó sẽ giúp cho cái bài này trình bày dễ hiểu hơn. Bởi vì về cái khía cạnh lâm sàng thì mình sẽ có những cái phần mình được cái phần lợi từ hai cái bài báo cáo trước. Trong cái phần trình bày này đó thì chúng tôi sẽ điểm qua ba cái điểm chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ điểm qua cũng về những cái dữ kiện trong 3 năm qua, chúng ta có những cái hiểu biết gì mới hơn, những cái dữ kiện gì cập nhật hơn về cái tình trạng lo âu trầm cảm và những cái rối loạn tiêu hóa chức năng ở trên thế giới cũng như đặc biệt là ở người Việt. Và thứ hai, chúng ta cũng sẽ điểm qua trở lại những cái vấn đề đã được trình bày trước đây, nói đến cái vai trò của trục não ruột và vai trò của vi khuẩn chí. Và thứ ba, chúng ta cũng sẽ bàn đến những cái vấn đề thực sự mà các nhà y học lâm sàng sẽ quan tâm, tức là chúng ta có những cái chứng cứ gì cập nhật để chúng ta có sử dụng cho bệnh nhân của chúng ta. Thì trong cái phần trình bày đầu tiên thì chúng tôi sẽ điểm qua cái vấn đề liên quan đến tần suất và mức độ nặng của những cái vấn đề chúng ta quan tâm, đó là cái rối loạn trầm cảm lo âu. Một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là cái lo âu rất là thường gặp trên cái bệnh nhân có bệnh lý tiêu hóa.
và điểm qua một cái cộng đồng mà có nhiều cái đặc điểm về dân số giống như Việt Nam, đó là người Hoa. Và đây chúng ta có một số những cái dữ liệu của ở Hồng Kông. Thì người ta thấy rằng là chúng ta thấy là một trên một cái dữ liệu họ thấy là trong cộng đồng á, cái rối loạn lo âu á, chỉ có khoảng 4%. Trong khi á, ở cái bệnh nhân mà có cái chứng gọi là khó tiêu chức năng, tức là FD, chúng ta thấy tới 38%, một cái con số rất là lớn. Tương tự như vậy, nếu chúng ta điểm qua một cái rối loạn tiêu hóa chức năng khác của đường tiêu hóa dưới, tức là hội chứng ruột kích thích, thì chúng ta cũng sẽ thấy là người ta có một số những cái thông tin tương tự như vậy. Đây là một cái khảo sát mà chúng ta thấy là trên cộng đồng người ta dựa trên cái survey đó, người ta đánh giá là cái tỷ lệ gọi là tần suất lưu hành của hội chứng ruột kích thích là khoảng 5,4%, và GAD, tức là General Anxiety Disorder, tức là cái rối loạn lo âu trầm gọi là lo âu lan tỏa đó, là khoảng 4%. Nhưng mà khi mà tính riêng trên cái nhóm gọi là bệnh nhân IBS hay là hội chứng ruột kích thích á, thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ của cái GAD này á, nó lên tới 16,5% so với trong cái dân số chung nó chỉ khoảng 3,3% thôi. Và ước tính rằng là ở những cái người mà có hội chứng ruột kích thích thì cái nguy cơ mà có cái rối loạn lo âu lan tỏa nó cao gấp 6 lần so với người bình thường. Như vậy cái câu hỏi đặt ra rằng là đây là một cái sự trùng hợp hay là nó là một cái liên hệ nhân quả, cái nào có trước, cái nào có sau. Thì trên cái nghiên cứu mà chúng ta thấy là mình phân tích ở đây nó là cái nghiên cứu cắt ngang, thành ra mình không nói được về cái liên hệ nhân quả. Tuy nhiên thì một số những cái nghiên cứu sau đó thì chúng ta thấy rõ ràng hơn vấn đề này. Đây là một cái khảo sát trên một cái cỡ mẫu rất là lớn tại Úc mà chúng ta thấy là họ lấy trên khoảng gần 2.000 bệnh nhân. Và họ khảo sát về những cái vấn đề đánh giá về cái hội chứng ruột kích thích, về khó tiêu chức năng, tức là FD theo cái tiêu chuẩn ROM-3, và họ đánh giá lo âu trầm cảm theo cái thang điểm H. Và cái điểm đặc biệt là họ đánh giá trước và họ đánh giá trở lại những cái bệnh nhân này sau một năm, xem thử là cái nào có thêm, cái nào có trước, cái nào có sau. Đây là cái kết quả mà chúng ta thấy của cái khảo sát này đưa ra. Thì chúng ta thấy rằng là có những cái trường hợp lúc đầu chỉ có lo âu trầm cảm, chưa có những cái khó tiêu chức năng và IBS, nhưng mà theo thời gian sau một năm thì nó xuất hiện. Cũng có một số những trường hợp mới ban đầu thì có những cái khó tiêu chức năng IBS, chưa có rối loạn lo âu, nhưng mà sau đó thì rối loạn lo âu xuất hiện. Và người ta ước tính rằng là 1/3 trường hợp á, thì chúng ta thấy là cái rối loạn lo âu trầm cảm thì nó có trước. Và 2/3 trường hợp thì cái vấn đề tức là bệnh nhân có cái triệu chứng của đường tiêu hóa trước và sau đó mới xuất hiện lo âu trầm cảm sau đó. Và như vậy nó chứng minh rằng là cái mối liên hệ này là một cái mối liên hệ hai chiều. Và một cái điểm rất là đặc biệt là trong cái mối liên hệ hai chiều này chúng ta thấy là tới 2/3 trường hợp đó là gì? Đó là những cái vấn đề liên quan đến lo âu trầm cảm thì nó xuất hiện, xảy ra sau khi bệnh nhân có triệu chứng tiêu hóa. Một cách đơn giản trên thực tế lâm sàng chúng ta thấy rất nhiều bệnh nhân là gì? Là người ta bị rối loạn lo âu trầm cảm ở người Việt khi có triệu chứng tiêu hóa, chắc sợ nhất, cái nỗi sợ nhất của người ta là bị ung thư. Cái chuyện gì mà cứ chữa hoài sao thấy nó cứ tái đi tái lại hoài. Thì hai cái vấn đề, một là coi chừng có cái gì tìm không ra không? Coi chừng là một cái ung thư mà tìm không ra không? Hay là một cái bệnh đúng là cái đó thứ đó rồi đó, nhưng mà diễn tiến thời gian nó tích lũy từ từ nó thành ung thư hay không? Đó là những cái chuyện chúng ta thường hay nghe bệnh nhân băn khoăn nhất. Tuy nhiên thì trong những cái phần slide phía sau thì chúng ta thấy rằng, sẽ thấy rằng là cái vấn đề nó không chỉ đơn giản là một cái lý luận mang tính chất lâm sàng, cách lý giải như vậy, mà nó có những cái cơ sở bệnh học rất là chi tiết phía sau. Cái đại dịch đi qua nó cũng giúp cho ta thấy được một số những cái vấn đề liên quan đến về cái vấn đề rối loạn lo âu trầm cảm với những cái vấn đề liên quan đến cái triệu chứng của cái đường tiêu hóa trên và đường tiêu hóa dưới. Và đây là một cái khảo sát của Đông Âu, và người ta khảo sát trên một cái cộng đồng trước khi có dịch và trong cái giai đoạn lockdown, tức là giai đoạn giãn cách xã hội. Và khi mà khảo sát trên cùng một cái đối tượng bệnh nhân như vậy, chúng ta thấy là cái lúc đầu tiên họ khảo sát trên 1.800, nhưng mà sau đó một năm họ khảo sát thì có được khoảng gần 1.000 trường hợp có nhận được cái phản hồi. Thì một cái điểm nhìn chung á, khi chúng ta xét về tất cả những bệnh lý triệu chứng tiêu hóa nào, hay là triệu chứng giống IBS, hay là triệu chứng giống như là khó tiêu chức năng, triệu chứng đau bụng, hay là triệu chứng ở nóng, thì nhìn qua cái bảng thống kê chúng ta phải tất cả các P có ý nghĩa thống kê. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Là cái dịch, cái sự gọi là cái giãn cách xã hội, những cái vấn đề gọi là liên quan đến cái giao tiếp xã hội, nó thực sự nó làm gây ra một cái sự tăng về mặt tần suất của tất cả các cái triệu chứng tiêu hóa chức năng, kể cả tiêu hóa trên và tiêu hóa dưới. Đâu là những cái yếu tố liên quan và góp phần gây ra cái vấn đề này? Thì trong một cái khảo sát như vậy đó, người ta cũng xét về cái vấn đề đánh giá về cái gọi là những cái yếu tố liên quan tới stress và rối loạn lo âu.
Và nhìn qua những cái thang mà chúng ta nói là cái gọi là cái ý nghĩa thống kê, chúng ta sẽ thấy rằng là cái vấn đề liên quan về stress và lo âu thực sự là những cái yếu tố góp phần làm liên quan và làm tăng thêm cái nguy cơ mà bệnh nhân có những cái vấn đề liên quan đến cái triệu chứng tiêu hóa. Vậy thì những cái dữ kiện thực tế ở Việt Nam của chúng ta thì như thế nào? Chúng tôi xin điểm qua một cái nghiên cứu mà trước đây năm 2019, khi mà làm hội thảo chúng tôi cũng có lần chia sẻ, bởi vì đây là một trong những cái, chúng tôi cho rằng là những cái nghiên cứu quý ở Việt Nam quan tâm tới cái vấn đề lo âu trầm cảm ở những cái bệnh nhân có cái rối loạn tiêu hóa chức năng. Bởi vì đó thực sự là một cái vấn đề rất là lớn, mà chúng ta điều trị bệnh nhân thì chúng ta phải điều trị người bệnh chứ chúng ta không phải chỉ là điều trị triệu chứng. Thì trong cái nghiên cứu này, nhìn cái bảng ở phía bên trái, tức là đánh giá về cái mức độ lo âu, và bên phải là mức độ trầm cảm, thì chúng ta sẽ thấy là trên hai cái bánh này đó, cái màu xanh tức là cái màu bệnh nhân hoàn toàn không có vấn đề lo âu trầm cảm. Và chúng ta nhìn lại đó thì cái phần còn lại của bánh đó, nó chiếm cũng gần phần nửa trường hợp. Tức là trên đây là cái đối tượng chúng ta lấy bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh nhân đến khám tại một bệnh viện tuyến 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta thấy là một cái vấn đề nó rất là phổ biến và tới gần phân nửa trường hợp bệnh nhân có rối loạn lo âu trầm cảm kèm theo. Bên cạnh những cái vấn đề mà chúng ta thấy cái màu đỏ, tức là cái mức độ nặng nề mà thường là nó có thể liên quan đến những cái vấn đề chúng ta phải mời các cái chuyên gia về tâm thần kinh phối hợp điều trị, bởi vì có một số những trường hợp hoảng loạn và thậm chí là có nguy cơ tự tử, thì đó là những cái cấp cứu về mặt y khoa. Thì những cái mức độ nhẹ hơn, mặc dù là không nguy cơ như vậy, nhưng cũng đã có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng khi bệnh nhân có những cái yếu tố này kèm vào đó, thì đó là một cái yếu tố dự đoán rằng cái thất bại điều trị khi chúng ta điều trị bằng thuốc là rất cao. Vậy thì những cái dữ liệu mới hơn thì như thế nào? Thì chúng tôi xin chia sẻ một cái dữ liệu mới vừa làm xong năm nay. Và chúng tôi khảo sát tại Bệnh viện Đại học Y Dược trên cái đối tượng là bệnh nhân bị IBS, và cái tiêu chuẩn đánh giá IBS đây là tiêu chuẩn ROM 4, và cái trầm cảm thì đánh giá theo thang điểm Beck cải tiến. Kết quả nghiên cứu thì cho thấy rằng trầm cảm một lần nữa chiếm tỷ lệ là 44,5%, một hai con số cách nhau 8 năm, tạm tại hai bệnh viện khác nhau, cũng ở tuyến trung ương, nhưng cho thấy rằng cái tỷ lệ là rất đáng kể, với một con số là gần phân nửa các trường hợp bệnh nhân đến khám với chúng ta có thể có cái vấn đề này. Trong cái dữ liệu này thì đây là một cái bảng để chúng ta xem qua cái phân bố về các bệnh nhân đến khám với chúng ta, thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm, tại vì những cái bệnh nhân mà cái nhóm mà chúng ta thấy màu cam á, tức là IBS táo bón á, thường thường họ ít đi khám. Những cái nhóm mà chúng ta thường gặp hơn là cái thể tiêu chảy và cái thể hỗn hợp, bởi vì nó thường là nó liên quan rất là nhiều đến cái ảnh hưởng đến cái chất lượng gọi là cái cuộc sống, cũng như là cái chất lượng công việc, ảnh hưởng trên cái sinh hoạt và cái công việc của người bệnh. Và trên cái slide, cái hình bánh bên phải, chúng ta thấy cũng một lần nữa con số tương tự, cho thấy là khoảng 5% trường hợp là ở mức độ trầm cảm nặng, tức là chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm, và cái nhóm này thường thường là chúng ta sẽ phải phối hợp khám thêm với bên trung tâm, những cái bác sĩ về cái chuyên ngành về tâm thần kinh để chúng ta giải quyết cho bệnh nhân. Chúng ta sẽ điểm qua một cái nghiên cứu nữa mà cũng khá lý thú, bởi vì hai cái nghiên cứu trước chúng ta nói là chúng ta làm trên bệnh nhân đến khám tại bệnh viện tuyến 1, tại vì thường thường bệnh viện tuyến 1 thì sẽ tập trung những cái ca mà khó và cái triệu chứng khó giải quyết ở tuyến dưới, thành ra chuyển lên trên. Và về nguyên tắc chúng ta sẽ chờ đợi, không có gì ngạc nhiên rằng là cái tỷ lệ những cái bệnh phối hợp, những cái bệnh nặng, lo âu, trầm cảm, đương nhiên tỷ lệ nó cũng sẽ cao hơn. Trong cái nghiên cứu này á, là một cái nghiên cứu mà nhóm Đại học Y Dược Huế, người ta khảo sát trên những sinh viên y khoa, và cái nhóm này thì trải dài từ năm 1 tới năm 6. Và trong cái tổng số khoảng 300 trường hợp như vậy đó, thì người ta đánh giá ra đó, thì IBS sẽ làm theo cái ROM 4 và cái trầm cảm lo âu họ đánh giá theo thang điểm DAS 21 và nhận thấy một cái tỷ lệ IBS là 14,4%. Kết quả về cái tỷ lệ thì người ta nhận thấy một số điểm như sau, tức là những cái trường hợp mà lo âu trầm cảm, trên cái bảng này đó chúng ta đánh giá về cái trầm cảm thì cái cột bên trái chúng ta là những cái trường hợp mà các em sinh viên nó có cái triệu chứng IBS, và cái nhóm cái cột bên trái bên phải màn hình tức là không có triệu chứng IBS. Thì trên cái cột này đó, những cái trường hợp mà có cái trầm cảm, tức là có màu cam hoặc là màu đỏ, và màu đỏ là những cái trường hợp trầm cảm nặng đó, thì không có gì ngạc nhiên chúng ta thấy rằng là ở cái nhóm mà sinh viên mà có cái hội chứng ruột kích thích đó, thì cái tỷ lệ trầm cảm cao hơn và tỷ lệ trầm cảm nặng cũng cao hơn. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy một cái hình biểu diễn tương tự đối với cái rối loạn lo âu, và chúng ta thấy cũng một lần nữa là những sinh viên mà có cái triệu chứng IBS thì cũng sẽ có cái tỷ lệ lo âu cao hơn, và cái tỷ lệ lo âu ở mức độ nặng, ở mức độ nó cũng cao hơn, có ý nghĩa thống kê. Thế thì
Chúng tôi gần đây mới làm một cái tổng kết trên sinh viên năm 1 của Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là hình ảnh của chúng ta mấy chục năm về trước. Và chúng ta sẽ nhìn lại trong cái nhóm này thì có một cái điểm đặc biệt, tức là chúng tôi chỉ khảo sát trên năm 1 thôi, và chúng tôi dự kiến là sẽ khảo sát thêm vài năm nữa để chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có được một kết quả lý thú để xem thử là cái áp lực của cái ngành y trên sinh viên y khoa của chúng ta và nó tích lũy những cái vấn đề này như thế nào theo thời gian. Đây là một số những cái dữ liệu ban đầu mà chúng ta thấy rằng là đương nhiên là cái con số, những cái tỷ lệ bệnh nó sẽ khác hẳn so với những cái bệnh nhân đến bệnh viện tuyến 1 của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ điểm qua và thấy rằng là bất cứ, nếu mà chúng ta xét về bất cứ sinh viên mà có triệu chứng GERD hay là khó tiêu chức năng theo tiêu chuẩn ROM 4 hoặc là triệu chứng IBS theo ROM 4 thì cái con số là khoảng 10,3%, không ít, và thậm chí hơi cao hơn cái cộng đồng chung một chút. Đây là cái con số mà chúng ta thấy là tỷ lệ riêng của từng nhóm. Và trong cái nghiên cứu này cũng xét chung về cái vấn đề mà chúng ta sẽ thấy là càng ngày càng được quan tâm nhiều hơn, bởi vì trên thực tế bệnh nhân đến với chúng ta thường thường sẽ không có đơn thuần một cái triệu chứng mà thường thường là có một cái sự trùng lắp của nhiều cái hội chứng khác nhau. Thì tương tự như vậy, trong này chúng ta cũng thể thấy là cũng có một số những cái tỷ lệ mà bệnh nhân sinh viên của chúng ta có vừa có triệu chứng GERD, vừa có triệu chứng khó tiêu chức năng, hay là GERD vừa IBS, hoặc là thậm chí có khoảng 0,5% trường hợp là phối hợp cả ba cái đặc điểm của các cái rối loạn chức năng tiêu hóa này. Và đây là cái dữ liệu liên quan đến gọi là trầm cảm, lo âu trên sinh viên năm 1. Đây là một cái dữ liệu mà phối hợp làm với trạm y tế của trường. Bởi vì một cái quan điểm rất là quan trọng, chúng ta thấy là trong những năm trước có những cái vấn đề liên quan đến một số những cái em bị trầm cảm và nó có những cái hành vi tự tử đó. Thì về nguyên tắc của trường là sẽ có một số những cái khảo sát không chỉ, hiện tại quan tâm không chỉ về cái sức khỏe, về thể chất, mà còn phải quan tâm đến sức khỏe về mặt tinh thần. Và những cái trường hợp mà có những cái vấn đề liên quan đến trầm cảm lo âu thì các em sẽ có một cái sự tư vấn riêng tư, nhưng mà hỗ trợ để có thể vượt qua cái chuyện này và có một cái sự theo dõi cũng như là hỗ trợ trong cái quá trình các em học để có thể kịp thời nhận ra và can thiệp sớm hơn để tránh những cái tình huống đáng tiếc. Thế thì một cái slide mà chúng tôi nghĩ rằng rất là lý thú, đó là chúng ta xem về cái vấn đề, cái mối liên quan giữa cái lo âu trầm cảm với các cái sự hiện diện của các cái triệu chứng liên quan đến rối loạn tiêu hóa. Thì trong cái slide này trình bày về cái mối liên quan giữa cái rối loạn lo âu, bên này là có rối loạn lo âu và không có rối loạn lo âu, với sự biểu hiện của các cái triệu chứng tiêu hóa chức năng. Thì cái slide này cho thấy hai cái điểm rõ nhất là chúng ta thấy là cái mối liên quan của lo âu rõ ràng nhất là đối với bệnh nhân có sinh viên có cái triệu chứng trào ngược và sinh viên có cái biểu hiện của hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên thì trong cái nhóm mà gọi là trùng lắp thì chúng ta thấy là chúng ta không nhận ra được cái ý nghĩa của cái mối liên quan này. Đây là một cái slide khác mà chúng ta sẽ điểm qua về cái vấn đề liên quan giữa trầm cảm với các cái triệu chứng tiêu hóa chức năng. Thì lần này những cái P mà có màu vàng là những cái P có ý nghĩa thống kê, chúng ta thấy một loạt nó hiện lên. Và điều này cho thấy rằng rõ ràng là cái trầm cảm là một cái chuyện rất là đáng quan tâm và nó liên quan suốt dọc tới các cái triệu chứng tiêu hóa chức năng trên và dưới. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà sinh viên mà có biểu hiện trùng lắp 2 hay 3 triệu chứng tiêu hóa chức năng trên và dưới thì thường thường sẽ kèm các cái biểu hiện trầm cảm nhiều hơn. Và đó là một cái vấn đề cũng rất là đáng quan tâm. Và cái vấn đề đối với những cái chuyện mà chúng ta nói về cái bệnh lý tiêu hóa chức năng thì một cái điểm lớn mà chúng ta sẽ thấy là đó là một cái vấn đề quản lý bệnh nhân dài hạn. Và khi mà quản lý bệnh nhân dài hạn thì chúng ta cần phải lưu ý đến một số những cái vấn đề là lo âu trầm cảm. Và trong một cái nghiên cứu mới đây, có lẽ là cái nghiên cứu này nó sẽ được công bố chính thức online vào tuần tới, thì chúng tôi khảo sát trên 194 bệnh nhân GERD được điều trị ngoại trú, và trong đó chúng ta thấy là cái tỷ lệ giữa cái viêm trào ngược và bệnh nhân có triệu chứng trào ngược mà không có viêm trên nội soi thì nó cũng tương tự với các cái nghiên cứu trước đây với cái tỷ lệ là 1/2. Thì trong cái nghiên cứu này chúng tôi đánh giá cái thang điểm trầm cảm theo cái thang điểm Beck cải tiến, và đây là cái kết quả nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có hai yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến trầm cảm khi mà chúng ta quản lý bệnh nhân bệnh trầm ngược dịch thực quản. Thứ nhất là cái vấn đề liên quan đến giới tính, và không có gì ngạc nhiên là đó là một cái dữ liệu toàn cầu. Đó là gì? Ở nữ giới thì cái gọi là cái tỷ lệ trầm cảm sẽ cao hơn nam giới, và trong cái nhóm bệnh nhân mà bị bệnh trầm ngược dịch thực quản chúng ta cũng thấy một cái điểm tương tự. Và trên cái hình bên trái này chúng ta thấy là nữ ở đây, và cái nhóm trầm cảm tức là cái nhóm mà chúng ta thấy cái phần của cái cột có cái màu đỏ.
Và cái điểm lý thú và cái điểm mới mà chúng tôi nghĩ đây là một trong những cái dữ liệu đầu tiên của vùng Đông Nam Á về cái vấn đề liên quan trầm cảm và cái thời gian của bệnh trầm cảm thực quản. Đó là gì? Đó là ở những cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái thời gian trào ngược dài hơn, trong nghiên cứu này chúng ta thấy là có thậm chí là có một cái số khoảng gần 16% trường hợp là có cái thời gian bị bệnh trầm ngược hơn 10 năm. Thì cái tỷ lệ những cái trường hợp mà gọi là có cái biểu hiện trầm cảm á, trên cái dân số nghiên cứu nó tăng dần theo thời gian. Và nếu bệnh nhân đến với chúng ta mà có cái triệu chứng trào ngược kéo dài thì chúng ta phải đặc biệt quan tâm đó những cái trường hợp cái khả năng là bệnh nhân có cái trầm cảm kèm theo nhiều hơn. Và một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh cái ý nghĩa quan trọng của nó nằm ở chỗ không chỉ là trầm cảm nặng thì gây ra những cái vấn đề gọi là liên quan những cái hành vi nguy hiểm chẳng hạn như là tự tử. Nhưng mà bên cạnh đó thì người ta đã ghi nhận rằng là gì? Nếu mà trầm cảm mà có đồng thời đó thì chúng ta điều trị nội khoa thường có khi cũng sẽ rất là khó thành công. Và thậm chí có những cái trường hợp đúng là có chỉ định phẫu thuật nhưng mà sau khi phẫu thuật người ta kiểm tra lại thì có thể hồi phục về mặt chức năng. Tuy nhiên cái triệu chứng của bệnh nhân thì vẫn không cải thiện và cái chất lượng cuộc sống vẫn còn bị rất là ảnh hưởng. Một cái slide tiếp theo để chia sẻ về cái vấn đề cái trầm cảm nó có nhưng mà nó còn thêm một cái yếu tố nữa tức là liên quan đến cái điểm mức độ nặng. Và cái slide này cũng tương tự với những cái slide trước đó cho thấy rằng là có một cái sự liên quan thuận. Và chúng ta sẽ thấy rằng là đối với những cái trường hợp nếu mà chúng ta đánh giá về cái điểm trầm cảm đó theo cái thang điểm Beck cải tiến thì những cái trường hợp mà cái thời gian mà bị trầm cảm kéo dài hơn thì đương nhiên chúng ta cũng có thể dự đoán rằng là cái mức độ trầm cảm của bệnh nhân nó cũng nặng nề hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua cái phần thứ hai. Chúng ta sẽ thấy rằng là qua cái phần đầu tiên chúng ta thấy là có một cái mối liên quan chặt chẽ giữa trầm cảm, lo âu và các cái triệu chứng tiêu hóa chức năng trên và dưới. Và cái vấn đề quan trọng là chúng ta thấy được cái mối quan hệ đó là một mối quan hệ hai chiều và nó xảy ra trên tất cả những cái cộng đồng nghiên cứu khác nhau, từ trong cộng đồng dân số, trên sinh viên y khoa và ngay cả trên những cái bệnh nhân đến tới tuyến túi. Và đó là một cái mối liên hệ mà chúng ta thấy rằng nó hằng định trong các cái nghiên cứu khác nhau. Thế thì chúng ta hiểu cái chuyện đó như thế nào và chúng tôi xin điểm lại một số slide mà chúng tôi nghĩ rằng là rất là được may mắn là được hai cái bài của thầy Sa và thầy Vân đã trình bày trước đó. Thành ra cái phần này chúng ta sẽ hiểu được nó dễ hơn. Một cái thời gian dài chúng ta nói đến cái mối quan hệ của trục não ruột. Và đây là một cái mối quan hệ mà chúng ta nói là mối quan hệ hai chiều. Và cái ruột, cái hệ thần kinh ruột được xem là cái bộ não thứ hai. Và cái mối liên lạc đó, các cái thông tin mà truyền ngược về nó thông qua một cái phần xử lý rất là quan trọng. Và nó đi theo hai cái đường, cái phần thầy Văn đã nói nãy, tức là cái trục tuyến yên hạ đồi tuyến yên và tuyến thượng thận. Và thứ hai là cái hệ thần kinh thực vật, hệ thần kinh đối giao cảm. Và nó đi qua một cái trung gian xử lý, tức là cái hệ thống vận động cảm xúc. Thì đây là một cái phần giải phẫu về thần kinh. Tuy nhiên thì một cái điểm rất là quan trọng để chúng ta cần phải nhìn nhận thì đây là một cái hệ thống mà một cái trung tâm mà nó có một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái vấn đề điều hòa về cái cảm giác đau và cái tỉnh thức của bệnh nhân. Và do đó, đó thì qua cái vấn đề xử lý của cái trung tâm này á, thì những cái vấn đề nhận cảm đi theo cái chiều đi lên hoặc là những cái điều hòa về cái vấn đề miễn dịch đi theo cái chiều xuống xuống ruột đó là cái những cái yếu tố mà nó có thể góp phần gây ra các cái biểu hiện cho cái người bệnh. Đây là một cái slide chúng tôi nghĩ là khá quen thuộc bởi vì nó đã được trình bày khá là lâu và nó cũng khá là gọi là quen thuộc trong các cái textbook mà người ta bàn đến cái vấn đề liên quan đến cái rối loạn của trục não ruột. Mà cái hoạt động của trục não ruột này nó có liên quan những cái yếu tố liên về mặt di truyền cũng như là những cái tác động trong cuộc sống liên quan đến stress và những cái gọi là những cái vấn đề liên quan đến cái gọi là cái hỗ trợ của xã hội. Và trên cái cơ sở mà những cái rối loạn này nó xảy ra đó thì nó sẽ xảy ra những cái gọi là cái kết cục lâm sàng. Và trong cái kết cục lâm sàng này chúng ta thấy là nó bao gồm luôn theo cái chiều xuống dưới, tức là những cái vấn đề của các cái triệu chứng của đường tiêu hóa dưới chức năng như chúng ta đã nói, tức là bệnh trầm ngược thực quản, khó tiêu chức năng, hội chứng ruột kích thích. Và nó liên quan luôn tới những cái vấn đề mà chúng ta thấy là theo cái chiều ngược lại lên trên, đó là những vấn đề về lo âu, về trầm cảm, về những cái rối loạn dạng cơ thể. Thành ra không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta nhìn cái sơ đồ biểu diễn này đó thì chúng ta thấy là trên lâm sàng khi mà chúng ta gặp những cái bệnh nhân đó, thường thường chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những cái bệnh nhân có một cái sự phối hợp rất là nhiều các yếu tố này với nhau. Và thường thường mà khi mà chúng tôi gặp những cái bệnh nhân này ở phòng khám á thì có khi người ta buồn lắm, người ta nói trời ơi sao tôi trẻ như vậy mà sao tôi bị tùm lum thứ.
Thường thường tôi hay nói đùa như thế này, tôi nói cái này nó là combo, giống như mình đi Lotteria, vẫn còn cái đi Lotteria mà nó combo, tức là sao nó đi kèm với nhau, và thường thường nó chung với nhau. Nghe combo dù sao nó cũng thấy dễ chịu hơn là một cái chuyện mà mình thấy sao trẻ mà bị tùm lum thứ quá, và người ta hiểu rằng à, khi mà giải quyết một cái chuyện thì có thể nó có thể cải thiện được tất cả những cái vấn đề còn lại, chứ không phải nó nằm rời rạc với nhau và cái nguy cơ của bệnh nhân nó cao hơn. Thế thì đó là cái quan niệm về mặt cổ điển. Và qua hai bài đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là chúng ta nghe nhắc đến cái vai trò của phổ vi sinh đường ruột, chúng ta gọi là vi khuẩn chí, trong cái tham gia điều biến và nó điều hòa trên cái hệ gọi là não ruột, trục não ruột. Và cho đến hiện tại với cái hiểu biết người ta gọi nó là trục não ruột vi khuẩn chí. Vì sao nó có cái chuyện như vậy? Tại vì người ta thấy rằng là trong những cái vấn đề mà gọi là liên quan đến cái bất thường của cái gọi là cái chức năng của não, liên quan đến những cái tình trạng gọi là stress, trầm cảm, những cái tự kỷ vân vân, bệnh gọi là sa sút trí tuệ hoặc là Parkinson vân vân, người ta nhận thấy rằng là khi mà khảo sát về cái vi khuẩn chí đó, người ta thấy là một loạt các cái thay đổi khác nhau tùy theo những cái rối loạn ở đại não mà chúng ta có những cái thay đổi khác nhau. Câu hỏi đặt ra rằng là đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả, cái nào gây ra cái nào. Và một trong những cái nghiên cứu mà chúng tôi nghĩ là một có nhiều nghiên cứu, nhưng mà một trong những nghiên cứu mà người ta chứng minh cái chuyện đó là chúng tôi xin chia sẻ đây là một cái nghiên cứu rất là hay mà người ta cũng làm trên chuột. Và cái nhóm chuột này thì giống như thầy Văn nói, chuột này là chuột mà người ta xử lý, tức là ban đầu tiên nó không có cái vi khuẩn chí, nó không có vi khuẩn chí. Và sau đó đó người ta đem cái phân của cái người bệnh nhân bị trầm cảm và cái phân của người bình thường đem cấy cho mấy con chuột đó và họ xem thử có sự khác biệt hay không. Đây là cái đánh giá về cái mức độ giàu, tức là cái số lượng vi khuẩn sao các đo khác nhau ở những cái trường hợp mà chuột được cấy phân của cái người bình thường, tức là nhóm control, và chuột được cấy phân của cái người bị trầm cảm. Và chúng ta thấy rằng là cái sự khác biệt rất là rõ ràng là ở những cái con chuột mà được cấy phân của những cái người trầm cảm á, thì cái số lượng vi khuẩn nó thấp hơn. Và tương tự như vậy, khi họ xét về cái gọi là cái sự phong phú của các cái chủng này á, thì một lần nữa là cái nhóm mà được nhóm chuột mà được cấy phân của những cái người trầm cảm á, thì người ta thấy rằng cái phổ của các cái vi sinh này nó cũng không có đa dạng giống như của những cái người bình thường. Không chỉ dừng lại ở đó thì cái nghiên cứu này cũng lại cho thấy thêm một chuyện nữa là khi mà những cái con chuột này á, mà được cấy phân của những cái người có biểu hiện trầm cảm hay là những người bình thường, thì cái nhóm mà được cấy phân của người trầm cảm á, thì nó xuất hiện những cái thay đổi hành vi và sinh lý đặc trưng giống như cái kiểu của trầm cảm. Và điều đó cho thấy rằng là một cái thực nghiệm cho thấy rằng là những cái thay đổi về vi sinh là các yếu tố có thể dẫn đến những cái bất thường của đại não. Đó là một cái quan điểm mà chúng tôi nghĩ rằng nó có tính đột phá và nó rất là, trước đây tôi nghĩ rằng nó rất được khó chấp nhận bởi các nhà thần kinh học, là cái chuyện chúng ta sử dụng vi sinh đường ruột mà chúng ta có thể điều trị những cái bệnh lý về rối loạn trầm cảm, lo âu. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là đây là một số những cái bước đột phá để chúng ta có thể nghiên cứu thêm, và trong tương lai chúng ta có thể có được những cái điểm có lợi từ cái hướng nghiên cứu và cái hướng điều trị mới này. Và như vậy thì những cái nghiên cứu người ta tìm hiểu về, khi mà người ta nói rằng những cái thay đổi về vi sinh đường ruột thì có thể gây ra những cái ảnh hưởng trên đại não, thì nó gây ra ảnh hưởng như thế nào? Thì cái phần này đã được trình bày rất là rõ trong cái bài của thầy Hùng Vân, thì cũng xin điểm qua một số những ý chính. Chúng ta thấy là nó có thể liên quan đến cái đường thần kinh, đường thể dịch, miễn dịch, và thứ ba là cái đường nội tiết. Và cái điều khiển, điều hòa qua cái đường thần kinh đó là một cái điểm rất là quan trọng, là nó có thể thay đổi về cái ngưỡng của dẫn truyền của thần kinh và cái gọi là cái cảm nhận. Và nó đồng thời á, là trong những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng những cái phổ vi sinh, những cái chủng vi sinh đặc biệt khác nhau đó, thì nó có thể dẫn đến một cái chuyện, tức là nó cung cấp những cái chất chuyển hóa mà có cái tác động gọi là trung gian dẫn truyền thần kinh. Và tùy theo những cái chủng vi sinh khác nhau, thì chúng ta có thể có thấy là có một số những cái gọi là những cái chất gọi là trung gian hóa học dẫn truyền thần kinh khác nhau, mà rất là quen ở đây chúng ta nhìn qua là những chất rất quen: GABA, serotonin, norepinephrine hay là dopamine. Và trên cơ sở đó, với những chủng khác nhau, người ta hy vọng rằng là cái điều hòa dựa trên những cái vấn đề gọi là bài tiết những cái chất trung gian dẫn truyền thần kinh sẽ gây ra những cái hiệu quả khác nhau, mà nó có thể có được những cái lợi ích cho cái vấn đề chúng ta ứng đến cái điều trị.
Không chỉ dừng lại đó, trong cái bài đầu tiên của thầy Vân có nhắc đến một cái khái niệm gọi là ruột rỉ, leaky gut. Tức là cái gì? Cái vấn đề là khi mà cái ruột mà nó mất đi cái tính toàn vẹn đó, thì những cái vấn đề gọi là viêm nhiễm ở ruột nó có thể qua cái sự mất toàn vẹn của ruột mà nó có thể gây ra những cái sự bất thường trên hệ thần kinh trung ương thông qua những cái chất, những cái tế bào viêm cũng như là những cái chất trung gian thần kinh mà có thể phóng thích vào trong máu. Thì người ta thấy rằng là khi mà cái ruột nó mất sự toàn vẹn, mà một trong những cái lý do quan trọng tức là do cái gọi là cái bất thường của phổ vi sinh đường ruột đó, thì những cái tế bào vi sinh, những cái tế bào miễn dịch ở trong ruột đó, nó có thể đi qua đi vào máu và đi qua hàng rào máu não và có thể gây ra những cái bất thường trên thần kinh. Và tương tự như vậy là những cái chất cytokine tại ruột nó có thể đi vào máu, và không chỉ dừng lại đó, một số chất có thể đi vào trong cái hệ thần kinh trung ương và có thể gây ra những cái rối loạn chức năng và gây ra những cái bất thường trên thần kinh trung ương mà chúng ta được biết, tức là những vấn đề liên quan đến trầm cảm, lo âu. Vậy thì những cái yếu tố này nó hình thành từ lúc nào? Đây là một cái slide chúng tôi nghĩ rất là hay, mà nó tổng hợp trở lại để chúng ta thấy rằng tất cả những cái thay đổi này đó, nó không phải xảy ra ở tuổi lớn, mà nó xảy ra ở cái giai đoạn, ngay cả ở cái giai đoạn đã hình thành bào thai. Chẳng hạn như là những cái yếu tố liên quan lớn nhất mà chúng ta hiểu đó là vấn đề liên quan tới di truyền. Có thể nó liên quan đến cái phổ vi sinh ở cái thời điểm em bé được sinh ra, liên quan đến cái con đường sinh, bé được sanh thường hay là sanh mổ, nó có đi qua cái con đường và bị có nhiễm những cái vi sinh của cái đường ruột của mẹ hay không, hay là những cái cách ăn uống là bú sữa mẹ hay là bú sữa bình. Và ngoài ra đó, một cái phần rất là quan trọng chúng ta thấy là cái phần giao thoa ở đây, tức là những cái yếu tố liên quan về mặt môi trường, chẳng hạn như stress hoặc là những cái nhiễm trùng trong cái giai đoạn mẹ mang thai cũng có thể ảnh hưởng và gây ra những cái bất thường. Và những cái chuyện này nó sẽ tích lũy trong cái thời gian từ nhỏ đến lớn để gây ra những cái bất thường mà chúng ta có thể nhận thấy được. Bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua cái phần thứ ba, tức là cái chúng ta nhìn qua như vậy, chúng ta thấy rằng là có một cái mối liên quan mà chúng ta gọi là combo giữa các cái vấn đề liên quan giữa trầm cảm, lo âu và những cái rối loạn tiêu hóa chức năng. Chúng ta qua cái phần thứ hai, chúng ta thấy được một số những cái điểm là cái vai trò điều biến của trục não ruột và cái vi khuẩn chí, và các cái nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng chứng minh rằng là cái thay đổi điều chỉnh về cái vi khuẩn chí đường ruột có thể gây ra những cái tác động trên thần kinh trung ương. Thế thì cái thực nghiệm trên người thì như thế nào? Đến năm 2019, trong các nghiên cứu trước đây thì chúng ta thấy là chúng ta có một số nghiên cứu ít hơn, nhưng mà trong khoảng 3 năm nay thì chúng ta có một số những cái dữ liệu mới hơn về mặt lâm sàng mà chúng tôi cũng xin chia sẻ. Thứ nhất là chúng ta sẽ điểm qua những cái đích mà người ta tác động trên cái trục não ruột vi khuẩn chí để người ta đạt được cái lợi ích điều trị. Và chúng ta thấy rằng là trên cái hệ thống thần kinh trung ương, tức là cái phần đầu tiên ở đây đó, thì những cái tác động không có gì ngạc nhiên là chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc về thần kinh trung ương, chẳng hạn như cái nhóm SSRI gọi là chống trầm cảm ba vòng, vân vân. Đối với cái nhóm gọi là trên cái hệ thống mà chúng ta gọi là cái gọi là tự miễn dịch liên quan đến cái hoặc các cái cytokine và tế bào viêm, thì cho đến hiện tại thì không may là chúng ta chưa có những cái gọi là hoạt chất mà chúng ta có thể tác động một cách cụ thể trên vấn đề này. Cái nhóm thứ ba là tác động trên cái thần kinh ruột, là cái nhóm chúng ta quá quen, bởi vì đây là những các cái vấn đề liên quan đến cái tiêu hóa lâm sàng. Tuy nhiên một cái điểm mà chúng ta thấy là càng ngày càng được quan tâm nhiều hơn, đó là cái vấn đề chúng ta nói đến là chúng ta dùng các cái các thuốc để chúng ta tác động trên cái hệ vi sinh đường ruột. Chúng ta nghe nói chúng ta sử dụng các cái gọi là kháng sinh tại chỗ để chúng ta diệt đi các cái vi khuẩn có hại và chúng ta tái lập lại cái mối cân bằng. Chúng ta bàn đến trước đây những cái vấn đề chúng ta sử dụng prebiotic, thì hôm nay chúng ta nghe qua hai cái bài đầu tiên thì chúng ta nghe tới tính synbiotic và cái postbiotic là một cái quan trọng với một số những cái ưu thế vượt trội về cái vấn đề cải thiện cái gọi là cái triệu chứng không kém so với cái probiotic, nhưng mà lại có nhiều cái khả năng là ứng dụng rộng rãi hơn do giảm được tác dụng phụ cũng như là có thể chỉ định rộng rãi hơn cho những cái trường hợp mà bệnh nhân có suy giảm miễn dịch. Vậy thì về mặt chứng cứ thì cái điểm mà người ta tác động vào đó, tức là người ta quan tâm đến cái vấn đề gọi là cái rối loạn phổ vi sinh đường ruột gây ra cái tình trạng ruột rỉ, chúng ta gọi là leaky gut, và gây ra những cái bất thường liên quan đến cái sự phóng thích các cái tế bào viêm và các cái cytokine
gây viêm vào trong máu và một số các chất có thể qua thần kinh trung ương và có thể gây ra những cái tác động xấu trên thần kinh trung ương liên quan đến cái vấn đề trầm cảm và lo âu. Và trên cái cơ sở đó, người ta đã có một số những cái nghiên cứu thực nghiệm mà cho thấy rằng khi chúng ta sử dụng một số những cái probiotic ở một số những cái chủng dòng với một số những cái liều lượng nhất định thì có thể gây ra một số những cái tác động có lợi nhất định. Và trong cái này thì cũng có một cái sản phẩm của bên công ty tài trợ cho ngày hôm nay, tức là chúng ta thấy là cái Ecoberrier có một số những cái hiệu quả khi chúng ta sử dụng Ecologic Berry, chúng ta sử dụng trong 4 tuần thì có thể cải thiện được một số cái triệu chứng, chẳng hạn như chứng trớ rumination và cái vấn đề cải thiện nhận thức. Và tuy nhiên thì khi chúng ta nói về cái dữ liệu 2018 đó, thì đó là những cái dữ liệu khá là mới. Và chúng ta biết rằng đối với y học chứng cứ đó, thì cái điểm quan trọng nhất mà người ta quan tâm, cái đỉnh tháp, đó là những cái gọi là các cái meta-analysis, tức là cái nghiên cứu gộp. Và trong cái bài ngày hôm nay thì chúng tôi xin điểm qua những cái phần mà chúng ta được xem, chúng ta xem đó là những cái chứng cứ mà về mặt mạnh nhất về cái lĩnh vực y học chứng cứ. Đây là một cái nghiên cứu gộp mà người ta đánh giá về cái vai trò probiotic trên những cái trường hợp và bệnh nhân có triệu chứng trầm cảm và lo âu. Đối tượng này đó là một cái đối tượng rất là đặc biệt, là những cái bệnh nhân có triệu chứng trầm cảm lo âu, và người ta tổng hợp trên những cái thử nghiệm lâm sàng có nhóm đối chứng. Và cái thử nghiệm này là so sánh với cái sự khác biệt ở những cái nhóm mà người ta sử dụng probiotic và cái nhóm sử dụng giả dược. Điểm đặc biệt trong cái trường hợp là người ta chỉ sử dụng cho những cái trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng về thần kinh thôi. Còn những cái trường hợp mà bệnh nhân mà có những cái triệu chứng bệnh khác, kể cả bệnh lý tiêu hóa của chúng ta, là người ta không đưa vào. Chỉ sử dụng probiotic so sánh với giả dược trên cái tác động của thần kinh trung ương hay không. Thì cái kết quả cho thấy rằng như sau, nếu mà chúng ta xét về cái bảng phía trên, cái bảng A đó, tức là cái vấn đề chúng ta nói về cái trầm cảm á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng cái nhóm probiotic á, thì cái kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng là chúng ta có thể cải thiện được cái vấn đề trầm cảm cho bệnh nhân. Tuy nhiên nếu chúng ta xét về cái mức B, tức là chúng ta xét về cái vấn đề liên quan đến lo âu, thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt nó không rõ rệt lắm. Và cái câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở đó, người ta lại đặt ra một cái câu hỏi nữa. Đó là trên thực tế chúng ta sẽ thấy rằng là ít khi nào chúng ta điều trị mà gọi là đơn trị liệu, đặc biệt là những cái bệnh nhân đến với tuyến sau. Và thường thường là chúng ta sẽ điều trị phối hợp. Và với những cái điều trị mà được gọi là thông thường mà chúng ta đã sử dụng rồi đó, thì người ta đặt ra một cái câu hỏi là điều trị add-on, tức là nếu mà phối hợp chung thì nó có tốt hơn hay không. Và chúng ta có một cái dữ liệu lâm sàng từ một cái nghiên cứu khác. Và trong nghiên cứu này là họ đánh giá về cái vai trò của probiotic khi mà phối hợp với một cái điều trị tiêu chuẩn hiện hành đang dùng, xem thử là nếu mà sử dụng thêm probiotic thì liệu là cái kết quả lâm sàng đánh giá trên cái vấn đề trầm cảm lâm sàng nó có tốt hơn hay không. Đây là cái kết quả nghiên cứu. Và trong cái nghiên cứu này, nếu chúng ta thấy và xét về cái vấn đề của chúng ta gọi là điều trị add-on, tức là điều trị phối hợp, so sánh một cái nhóm là điều trị giống như thông thường và một cái nhóm là điều trị giống như thông thường kết hợp thêm với probiotic, thì cái kết quả nghiên cứu thì cho thấy một cái sự khác biệt có nghĩa thống kê, có nghĩa là phối hợp thêm thì tốt hơn là chúng ta không phối hợp. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xét gọi là cái nhóm gọi là stand alone, tức là chúng ta chỉ điều trị riêng biệt bằng cái probiotic mà thôi á, thì cái nghiên cứu này cho thấy là cái sự khác biệt nó không có ý nghĩa thống kê lắm. Điều này có nhiều cái chuyện để chúng ta có thể bàn thêm, nhưng có lẽ một cái vấn đề rất là quan trọng là cái mức độ trầm cảm trên lâm sàng là một cái yếu tố quyết định. Và trong những cái trường hợp mà trầm cảm ở mấy cái mức độ nặng nề thì có thể rằng đây không phải là một cái điều trị mà mang tính chất đơn lập mà nó có hiệu quả. Và cái chuyện đó cũng hơi giống như cái phần của tiến sĩ Sa bàn về cái vấn đề khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm gọi là probiotic trong cái vấn đề phối hợp điều trị HP, liệu nó có khác biệt hay không, thì nó còn tùy thuộc vào cái phác đồ căn bản của chúng ta là cái hiệu quả của cái điều trị nền tảng ban đầu nó đạt được cái tỷ lệ ở mức bao nhiêu. Còn ở một cái mức khác có khi là chúng ta không thấy được cái chuyện đó. Tuy nhiên chúng ta là bác sĩ lâm sàng về mặt tiêu hóa, thì cái câu hỏi quan trọng nhất của bác sĩ lâm sàng tiêu hóa là bệnh nhân có triệu chứng tiêu hóa thì nó có lợi gì hay không. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn trình bày qua hai cái slide, hai cái nghiên cứu vừa rồi, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng hai cái nghiên cứu đó là hai cái nghiên cứu quan trọng. Và về cái khía cạnh đó, là đối với bác sĩ về tâm thần kinh đó, thì cái vấn đề phân tích nhìn nhận rằng là một cái điều trị
bằng một cái điều chỉnh vi sinh đường ruột, giống như mình nói là da u đậm đặc vậy đó, mà nó thay đổi được cái vấn đề gọi là cái mức độ trầm cảm lo âu của bệnh nhân. Đó là một cái, chúng tôi nghĩ đó là một cái thách thức rất là lớn để chúng ta vượt qua những cái mặc định về mặt nhận thức, về cái gọi là cái kiến thức của y học. Thế thì liên quan đến cái vấn đề của probiotic và những cái triệu chứng của tiêu hóa thì chúng ta có ít cái dữ kiện lâm sàng hơn, và chúng ta có rất ít các cái dữ kiện lâm sàng dựa trên nghiên cứu gộp. Và trong cái nghiên cứu này là một cái nghiên cứu họ đánh giá về cái vai trò của probiotic trong cái vấn đề cải thiện về cái triệu chứng trầm cảm lo âu và cái chất lượng cuộc sống trên bệnh nhân IBS. Thì trong cái nghiên cứu này đó thì người ta thấy là trong cái 11 cái thử nghiệm lâm sàng có nhóm đối chứng thì kết quả cho thấy là cái cải thiện về chất lượng cuộc sống thì nó tốt hơn. Tuy nhiên thì nếu mà xét về cái trầm cảm lo âu thì cái sự khác biệt nó không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên khi mà nhìn kỹ trở lại đó thì cái nghiên cứu này nó có một số điểm hạn chế, tức là chúng ta biết là chúng ta sử dụng probiotic có một nhóm là chúng ta đánh trên các cái triệu chứng đường tiêu hóa dưới. Chúng ta có nhiều cái hội thảo trước đây bàn về chuyện đó. Đối với IBS, cải thiện triệu chứng IBS, cải thiện triệu chứng của tiêu chảy do kháng sinh vân vân, chúng ta có những kháng sinh có các cái probiotic khác nhau. Còn nếu mà gọi là tác động ngược trên hệ thần kinh trung ương thì chúng ta cần cái nhóm, hồi nãy thầy Văn có nói, tức là psychobiotic, tức là cái nhóm tác động ở thế hệ sau mà nó chuyên biệt hơn. Thì cái nghiên cứu này nó vẫn còn bị ở một cái chỗ, tức là người ta vẫn còn nhập chung những cái đó, và do đó cái kết quả nghiên cứu này thì chúng ta vẫn chờ mong rằng chúng ta có những cái nghiên cứu sâu hơn và người ta tách rời những cái phần đó để chúng ta có thể không thấy những cái nhiễu đó nữa và có thể có thêm những cái kết quả rõ ràng hơn về cái nhóm psychobiotic. Về cái dữ liệu của Việt Nam thì chúng tôi quay trở lại, chúng ta có rất ít các nghiên cứu và đây là chúng tôi nghĩ là một trong những cái nghiên cứu quý của Việt Nam về cái vấn đề này. Đây là một cái nghiên cứu của Phó Giáo sư Đào Việt Hằng và nhóm nghiên cứu tại Viện Tiêu hóa, nghiên cứu tiêu hóa gan mật tại Hà Nội. Và trong cái dữ liệu nghiên cứu này, đây là một cái thử nghiệm lâm sàng không có nhóm đối chứng và không có mù. Tuy nhiên, mặc dù là có một số những cái gọi là những cái điểm chưa được thuyết phục lắm về mặt thiết kế so với những cái nghiên cứu mù đôi có nhóm đối chứng, nhưng mà nó cũng có một số những thông tin chia sẻ như sau. Thì chúng ta thấy rằng nhóm tác giả tổng hợp trên khoảng 83 trường hợp bệnh nhân có triệu chứng tiêu hóa chức năng trên 3 tháng, được xem là chức năng, tức là nếu kéo dài trên 3 tháng và khi khảo sát bằng những cái phương tiện thăm dò, kể cả bằng nội soi, thì các tác giả không ghi nhận được các cái tổn thương thực thể quan trọng. Và người ta đánh giá về cái vấn đề liên quan đến trầm cảm và lo âu. Và người ta can thiệp bằng cái probiotic đa chủng ecologic barrier với cái liều là 5 tỷ lợi khuẩn trong vòng một ngày. Và đây là một cái điều trị add-on, tức là bệnh nhân vẫn được điều trị theo cái phác đồ điều trị thông thường của bệnh nhân tại viện. Và cái probiotic này là một cái thuốc cho thêm vào. Và người ta đánh giá lại, nhóm tác giả đánh giá lại cái hiệu quả điều trị về cái mức độ trầm cảm lo âu cũng như là cái chất lượng cuộc sống bằng cách là phỏng vấn qua điện thoại và xem xét cả luôn về các cái vấn đề liên quan đến các cái triệu chứng tiêu hóa và tác dụng phụ. Kết quả cho thấy rằng là nếu chúng ta nhìn về cái điểm trầm cảm lo âu và chất lượng cuộc sống á, thì nếu mà đánh giá về cái điểm chung của trầm cảm lo âu á, thì chúng ta thấy rằng so với cái lúc nền tảng thì sau 1 tháng và sau 2 tháng chúng ta thấy cái sự khác biệt rất là rõ. Nếu mà phân riêng ra tại cái điểm H này là nó gồm hai thành tố, tức là trầm cảm và lo âu riêng. Thì nếu mà phân riêng ra là lo âu hay là trầm cảm thì một lần nữa chúng ta thấy rằng là cái sự khác biệt của 1 tháng, 2 tháng so với ban đầu nó cũng rất là rõ rệt. Và nếu mà xét về cái ý nghĩa về cái vấn đề chất lượng cuộc sống thì chúng ta thấy là sau 1 tháng, 2 tháng, bắt đầu sau 1 tháng thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt nó cũng tốt hơn. Và một cái điểm rất là quan trọng nữa là người ta không nhận thấy một cái sự tác dụng phụ nào đáng kể ở cái nhóm điều trị này. Và do đó thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái nghiên cứu mà cũng khá là lý thú. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn chờ đợi là trong tương lai chúng ta sẽ có một số những nghiên cứu sâu hơn. Thay vì một cái nghiên cứu chúng ta gom chung tất cả những bệnh nhân tiêu hóa chức năng, thì nên chăng chúng ta sẽ có những cái nghiên cứu mà liên quan liên cho những cái trường hợp bệnh nhân có hội chứng ruột kích thích, bệnh nhân có cái biểu hiện của bệnh trầm thực quản hay là bệnh nhân khó tiêu chức năng. Với một cái thiết kế chặt hơn thì chúng tôi nghĩ rằng cái phần chứng cứ đó nó sẽ mạnh mẽ hơn và nó sẽ thêm những cái phần gọi là những cái căn cứ quan trọng để chúng ta có thể sử dụng trong lâm sàng cái công cụ này một cách hiệu quả hơn. Kính thưa quý thầy cô, các anh chị, các bạn đồng nghiệp, để kết thúc cái bài trình bày của mình thì chúng tôi đưa ra một số những cái luận điểm như sau. Thứ nhất là cái trầm cảm lo âu chúng ta thấy rằng là nó rất là thường gặp trên bệnh nhân có rối loạn tiêu hóa chức năng, và cái mối liên quan này được thể hiện xuyên suốt trên tất cả những cái cộng đồng dân số mà chúng ta nghiên cứu,
từ trong cộng đồng đến những cái sinh viên y khoa, tức là những cái người mà ban đầu không phải là cái đến khám vì bệnh, và ngay cả những cái bệnh nhân ở tuyến chuyên sâu. Và chúng ta đã thấy rất là rõ là cái trục não ruột là cái yếu tố chính đánh giá giúp cho chúng ta hiểu được là lý do tại sao chúng ta thường gặp cái combo này. Và cho đến hiện tại thì chúng ta đã có những cái bằng chứng rất mạnh cho thấy rằng cái vai trò của vi khuẩn chí trong cái gọi là cái tương tác trên cái trục não ruột. Và cho đến hiện tại, một cái quan niệm rộng hơn người ta có thể xem xét đó là cái trục não ruột và vi khuẩn chí. Và cho đến hiện tại thì chúng ta đã thấy rằng là cái việc sử dụng các probiotic và mới hơn đó là cái postbiotic, nó có thể giúp ích cho cái vấn đề điều trị những cái vấn đề liên quan về các cái không chỉ là những cái triệu chứng tiêu hóa mà kể cả những cái vấn đề liên quan đến thần kinh trung ương, mà cụ thể là rối loạn lo âu và trầm cảm. Kính thưa quý vị đồng nghiệp, thì chúng tôi nhớ lại là chúng ta có một cái cuộc cách mạng năm 1983, năm 1984, khi mà hai nhà bác học Barry Marshall và Warren đã tìm ra Helicobacter pylori. Một năm sau đó thì hai thầy trò gửi cái bài báo đi đăng cho xin được công bố và báo cáo trong hội nghị tiêu hóa Úc, thường niên tiêu hóa Úc. Nhưng mà cái bài đó bị reject, bởi vì ở cái thời điểm đó không ai tin rằng là có một cái con vi khuẩn có thể sống được trong môi trường axit dạ dày và có thể gây ra bệnh. Và đến hơn 20 năm sau thì những cái mối liên quan giữa cái vi khuẩn đó với bệnh viêm lết dạ dày tràng, với ung thư dạ dày mới được chứng minh, đó thực sự là một cuộc cách mạng và đem đến một cái giải Nobel cho hai thầy trò. Thì chúng tôi nghĩ một lần nữa trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay đó, thì chúng tôi nghĩ là mình đang đứng trước cái ánh bình minh của một cái cuộc cách mạng mới, và vẫn còn rất là nhiều thứ để chúng ta cần phải làm thêm. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng là với cái sự phát triển của y học, và mong rằng là sẽ có một cái sự kết nối thường xuyên và có những cái cập nhật thường xuyên về mặt kiến thức, thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái vấn đề này hơn và có thể ứng dụng trong cái thực hành lâm sàng tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn những báo cáo cập nhật của Phó sư Quách Trọng Đức liên quan đến những cái bằng chứng hiện tại của probiotic trong cái điều chỉnh cái trục não ruột. Thì tiếp theo sau đây là chúng ta sẽ đến một cái phần thảo luận. Sau đây xin trân trọng kính mời cô Trần Kiều Miên, chủ tọa của hội thảo, và ba báo cáo viên là tiến sĩ Phạm Hùng Vân, tiến sĩ Nguyễn Văn Sa và phó giáo sư Quách Trọng Đức tiến lên sân khấu để chúng ta bắt đầu phần phiên thảo luận. Đến việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, một trong những nguyên nhân chính gây ra căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Men vi sinh Cerebio bổ sung chín chủng lợi khuẩn đường ruột thiếu hụt ở người bị căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Cerebio dùng tốt cho người bị trầm cảm, hội chứng mệt mỏi mãn tính có biểu hiện như lo lắng, căng thẳng, đau đầu và trầm cảm. Người bị rối loạn tiêu hóa dai dẳng có biểu hiện lo âu, trầm cảm. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Hà Lan, hiệu quả đã được kiểm chứng lâm sàng. Sử dụng lâu dài không gây tác dụng phụ và không bị lệ thuộc vào sản phẩm. Cerebio, giải pháp hỗ trợ giảm stress, lo âu, trầm cảm hiệu quả. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Não bộ và đường ruột kết nối chặt chẽ với nhau qua các tế bào thần kinh và chất dẫn truyền thần kinh. Sự sụt giảm các chủng vi khuẩn đường ruột có lợi sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, một trong những nguyên nhân chính gây ra căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Men vi sinh Cerebio bổ sung 9 chủng lợi khuẩn đường ruột thiếu hụt ở người bị căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Cerebio dùng tốt cho người bị trầm cảm, hội chứng mệt mỏi mãn tính có biểu hiện như lo lắng, căng thẳng, đau đầu và trầm cảm. Người bị rối loạn tiêu hóa dai dẳng có biểu hiện lo âu, trầm cảm. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Hà Lan, hiệu quả đã được kiểm chứng lâm sàng. Sử dụng lâu dài không gây tác dụng phụ và không bị lệ thuộc vào sản phẩm. Cerebio, giải pháp hỗ trợ giảm stress, lo âu. Thì trong cái phần thảo luận này thì kính mong quý thầy cô cũng như quý đồng nghiệp có câu hỏi thì có thể giơ tay hoặc là có thể viết vào một cái giấy sẽ chuyển lên cho ban chủ tọa cũng như các báo cáo viên để chúng ta bắt đầu cho cái chương trình thảo luận.
Chúng tôi thấy bác sĩ An của Bệnh viện Hoàng Mỹ Bình Dương, xin mời anh An. Kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn, thì qua các bài báo cáo hôm nay thì tôi xin có một số những cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là xin hỏi thầy Vân, thì trong cái bài báo cáo thầy Vân thì tôi thấy rằng cái rối loạn dư vững ruột á, nó tác động bất lợi trên rất nhiều cơ quan trong cơ thể. Như vậy thì trong thực hành lâm sàng, thí dụ một bệnh nhân bị bệnh tim mạch, bị bệnh thận, bị bệnh rối loạn chuyển hóa chẳng hạn, thì làm thế nào chúng ta biết những cái bệnh lý đó có liên quan đến rối loạn dư vững ruột và chúng ta bổ sung vào cho những cái bệnh nhân như vậy? Thì trong các cái guideline hiện tại thì chưa thấy có được nêu lên việc bổ sung các loại khuẩn để có hỗ trợ trong vấn đề điều trị các cái bệnh lý đó. Cái thứ hai nữa là trong cái bài báo cáo của thầy Sa, thì cái bảo thầy Sa thì trong việc bổ sung cái probiotic để điều trị con vi khuẩn HP đó, thì thầy có nói rằng chỉ tác động khi cái hiệu quả tiệt trừ HP dưới 70%. Như vậy những cái trường hợp mà cái tỷ lệ thành công cao hơn trên 70% thì tại sao là chúng ta không có bổ sung các cái đó? Tại vì theo tôi biết thì cái điều trị con HP chỉ thành công khi đạt được là trên 80%. Thứ hai nữa là qua cái nghiên cứu đó thì chúng ta thấy rằng là cái tác động của cái vi khuẩn, loại khuẩn cái Yersinia đó thì rất tốt trong điều trị HP. Không biết là cái hội tiêu hóa của mình trong tương lai có bổ sung cái loại khuẩn này trong cái tiệt trừ HP hay không? Tại Việt Nam cũng là một trong những cái nước mà có sự đề kháng kháng sinh của con vi khuẩn này rất là cao. Và xin hết á. Rất cảm ơn cái câu hỏi đầu tiên và là đặt cho tôi. Đúng là thì tôi có trình bày rồi, tức là nếu như mà xét về mặt lâm sàng á thì có nhiều cái triệu chứng mà các nhà lâm sàng có thể tiên nghi là cái rối loạn vi khuẩn đường ruột ở trong một số cái bệnh lý. Tuy nhiên nếu về xét về mặt xét nghiệm á thì xét nghiệm chúng ta thường thường chúng ta sẽ làm cái xét nghiệm mẫu phân. Và nếu làm mẫu phân á thì phân tích metagenomic á nó mới gọi là chính xác. Chứ còn nếu không phân tích metagenomic thì nó không chính xác. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể cho rằng một rối loạn vi khuẩn ruột nếu như chúng ta cấy cái mẫu phân đó mà chúng ta thấy rằng nó chủ yếu bởi một loại vi khuẩn nào đó cho mọc được trong phân thôi. Ví dụ như chủ yếu chúng ta thấy mọc vi khuẩn thuộc cái nhóm là Klebsiella pneumoniae hoặc là vi khuẩn Enterobacter, chúng ta thấy nó mọc nhiều quá hoặc là đơn thuần quá so với những vi khuẩn khác, thì chúng ta cũng có thể nghi rằng nó bị rối loạn vi khuẩn đường ruột. Tuy nhiên có một vấn đề mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên lưu ý rằng nếu chúng ta đã nghi cái rối loạn vi khuẩn đường ruột rồi á thì cái giải pháp để điều trị là chúng ta có thể sử dụng cái giải pháp là probiotic hoặc prebiotic hoặc là postbiotic, chứ chúng ta không nên sử dụng kháng sinh. Bởi vậy cho nên nếu phòng xét nghiệm chúng ta cấy cái mẫu phân chúng ta thấy ra nó mọc rất nhiều một loại vi khuẩn đường ruột mà không phải là những vi khuẩn đường ruột gây bệnh á, mà chúng ta không có xác định nó là vi khuẩn gây bệnh được, thì chúng ta ký không nên làm kháng sinh đồ. Bởi vì khi chúng ta làm kháng sinh đồ á, bác sĩ sẽ sử dụng kháng sinh để điều trị cái con vi khuẩn khuẩn đó. Chẳng hạn cái phân ra chúng ta thấy ra Klebsiella pneumoniae, rồi làm kháng sinh đồ Klebsiella pneumoniae, rồi vi khuẩn sử dụng cái kháng sinh để điều trị con vi khuẩn mà chủ yếu đó, thì nó lại không có phải có tác động để mà điều trị rối loạn vi khuẩn ruột, mà có đôi khi nó là làm tăng thêm cái rối loạn vi khuẩn ruột. Thì đó là cái ý kiến riêng của tôi trong cái câu hỏi này. Một lần nữa xin cảm ơn. Mời tiến sĩ Sa. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì tôi xin phép trả lời cái câu hỏi liên quan đến cái thông tin mà khi phối hợp với phối hợp probiotic với lại điều trị HP ấy, thì chỉ khi mà cái tỷ lệ thành công thấp dưới 70% thì mới cho thấy rằng là probiotic
nó giúp làm tăng cái tỷ lệ tẩy trừ HP. Thì cái thông tin này thực ra là nó là cái trong một cái bài báo review, và chủ yếu nó liên quan đến những cái quy trình điều trị ba thuốc, quy trình khá cũ. Thì giải thích lý do tại sao mà khi cái tỷ lệ thành công nó dưới 70% thì probiotic nó mới có làm giúp làm tăng cái tỷ lệ tẩy trừ thành công thì nó cũng hơi khó. Thì thực ra mà nói thì tôi cũng nhiều lúc băn khoăn suy nghĩ về cái này thì cũng không có một cái câu trả lời nào rõ ràng. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng về mặt tôi có thể về mặt lý thuyết thì tôi có thể suy diễn như thế này. Cái review ấy thì nếu mà chúng ta kiểm tra kỹ thì những cái bài báo mà họ báo cáo về cái quy trình điều trị thì họ dùng các chủng nó không thống nhất. Nghĩa là mỗi một cái quy trình, mỗi một cái công trình nghiên cứu thì họ dùng một cái chủng probiotic khác nhau. Thế cho nên là cũng khó nói. Mặc dù là cái kết quả nó là như vậy, dưới 70% thì cho thấy rằng khi dùng phối hợp với probiotic thì cái tỷ lệ thành công nó tăng lên. Thế nhưng mà thực ra thì nó lại phụ thuộc vào cái chủng probiotic. Thế nên cái này thì mình chỉ là ghi nhận thôi chứ không đưa ra thành một cái kết luận chắc chắn. Thế ngoài ra thì nó liên quan đến cái tỷ lệ thành công này, tôi cũng nghĩ đến một cái khía cạnh gọi là cái khi mà cái tỷ lệ điều trị thành công thấp như vậy thì nó liên quan đến kháng thuốc. Và theo như cái kết quả nghiên cứu mà tôi trình bày trong báo cáo ấy, thì chúng tôi phát hiện ra một điều là khi mà HP kháng thuốc ấy rất là cao thì cái probiotic nó giúp ích rất là nhiều. Mặc dù đây là chỉ cái thí nghiệm ở trên chuột thôi, và có một cái nghiên cứu lâm sàng ở Hà Nội, nhưng mà cái mẫu, số mẫu nó chưa đủ lớn. Thế nhưng mà vì vậy tôi nghĩ rằng là nó cũng có khá là hợp lý ở cái chỗ là khi mà cái tỷ lệ điều trị thành công bằng thuốc không thôi thấp thì có nghĩa rằng là cái tỷ lệ vi trùng nó kháng thuốc là cao. Và khi mà kháng thuốc cao thì ta dùng phối hợp với probiotic thì chúng ta thấy cái cải thiện khá rõ. Thế còn trường hợp mà tỷ lệ mà thành công trên 80% thì có nghĩa rằng cái kháng thuốc nó hầu như không có. Và những trường hợp như vậy đấy thì cái probiotic nó chủ yếu nó giúp là nó giảm cái phản ứng phụ thôi. Chứ những trường hợp như vậy thì cái khả năng probiotic để nó làm giúp làm tăng cái hiệu quả điều trị lên cao hơn nữa thì nó hơi khó. Đấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại thì tôi cũng ngạc nhiên là trong cái thử nghiệm lâm sàng Hà Nội đấy, khi mà phối hợp với lại sản phẩm Gastimmune HP Plus ấy, thì khi mà bệnh nhân tuân thủ 100% thì là có 100% bệnh nhân đều là tỷ lệ thành công, tẩy trừ thành công, trong khi nhóm đối chứng chỉ có 83,3% thôi. Tất nhiên cái này nó không có trả lời trực tiếp với câu hỏi của bác sĩ, vì là trong cái trường hợp này là chúng tôi phối hợp thêm một sản phẩm nữa là kháng thể IGI. Chứ còn nếu mà chỉ có dùng riêng cái probiotic không thôi thì cũng chưa biết kết quả nó như thế nào. Khi mà cái tỷ lệ thành công nó đến mức là 83,3% rồi thì không biết rằng khi mà mình dùng riêng cái probiotic thì không biết là cái tỷ lệ thành công nó có tăng cao lên hay không nữa, thì cái này chưa có bằng chứng. Tôi xin bổ sung cái này. Tôi là cái người mà hiện nay đang xài cái Gastimmune HP Plus, Gastimmune HP và dùng Gastifix của công ty Đông Đô. Và hiện nay thì cái vấn đề kháng thuốc của Helicobacter pylori của chúng ta đó tương đối nhiều. Kháng thuốc bằng cách là khi mà tôi làm nội soi á, tôi làm clotest á thì âm tính. Nhưng khi mà tôi cho bệnh nhân thổi bong bóng á thì cái HP dương tính. Và HP dương tính không thì HP dương tính và làm cái giải phẫu bệnh cũng dương tính, như vậy là cái clotest của chúng ta là không chuẩn. Thế thì cái này á thì mình cắt nghĩa là muốn làm cái clotest mà nó dương tính nhá thì phải dựa vào cái mật độ, bởi vì đấy là một cái phản ứng hóa học chuyển màu. Cho nên cái mật độ của vi trùng phải đạt trên 100.000 khóm vi trùng trên 1 ml dung dịch nuôi cấy thì lúc đó cái phản ứng hóa học sẽ được thực hiện. Còn nếu chúng ta trong 100 con mà chúng ta diệt được 70, 80, 90 con, còn sót lại khoảng độ 10 con, 20 con thì những cái con đó, đó nó không đủ cái mật độ vi trùng để gây nên cái phản ứng urea test dương tính trên nội soi. Và như vậy chúng ta phải dùng cái phương pháp thổi bong bóng để xác định là cái vi trùng có còn tồn tại hay không. Và cái thổi bong bóng thì mật độ nó sẽ chênh của bong bóng nhiều hay ít
giữa bóng 1 và bóng 2 sẽ trả lời cho chúng ta biết ngay. Và cái đấy tôi đã làm thường xuyên. Và tôi thấy rằng có sự chênh lệch giữa hai cái tương đối là nhiều. Và cái đó thì tôi không làm nghiên cứu, nhưng mà thực sự trên lâm sàng thì tôi thấy. Và khi mà những trường hợp như vậy thì bệnh nhân than phiền rất nhiều, và tôi sử dụng luôn cái sản phẩm. Thì tùy vào bệnh nhân có trào ngược hay bệnh nhân không trào ngược mà tôi dùng Catrimum HP hoặc Catrimum HP Plus. Nếu bệnh nhân có trào ngược thì tôi dùng cái chủng Catrimum HP Plus của công ty Đông Đô. Còn nếu mà bệnh nhân không có trào ngược thì tôi dùng cái chủng chỉ có Catrimum HP mà thôi. Và sau khi tôi điều trị và tôi kiểm chứng lại thì thực sự là sạch sẽ vi trùng bằng phương pháp clot test, bằng phương pháp thổi. Và nếu bệnh nhân có sinh thiết thì tôi lại kiểm tra bằng phương pháp sinh thiết. Và như vậy tôi thấy rằng nó có hiệu quả tốt. Còn về cái vấn đề mà than phiền của bệnh nhân khi sử dụng đó, của cái sản phẩm mà tôi hiện nay là tôi sang xài như vậy là 4 sản phẩm. Tức là 5 sản phẩm chứ phải 4 sản phẩm. Một là tôi xài cái của công ty của Pháp nhỉ? Ipsen, của công ty Ipsen, Sme Biota. Cái thứ hai là tôi dùng Cerebio. Thứ ba là tôi dùng Catifit cho bệnh nhân có trào ngược, khó chữa. Phải nói là những trường hợp mà gai góc đó, của trường hợp mà khó chữa thì tôi dùng Catifit. Còn lại thì hai cái là dùng cho có nhiễm H. pylori. Thì tôi thì khi mà tôi nghe cái bài của anh Sa thì tôi rất thấm. Là vì là khi mà mình dùng cái probiotic nhá, thứ nhất á, là tôi biết rằng là cái H. pylori á, nó là có cái vỏ trơn và nó xoắn ở trong dịch nhầy rất nhiều. Và nếu chúng ta muốn cho bệnh nhân lành bệnh á, thì chúng ta phải đưa nó từ dạng xoắn khuẩn trở thành dạng cầu khuẩn. Thì thuốc nó bắt vào mới tốt. Và cái thuốc của anh Sa chính là đưa từ dạng xoắn khuẩn trở thành dạng cầu khuẩn. Đó là một ưu điểm thứ nhất mà được chứng minh trên kính hiển vi điện tử. Cho nên tôi nhìn tôi thấy rất rõ. Và cái thứ hai đó là cái H. pylori đúng là cái vỏ của nó rất trơn và kháng sinh đi vào thì nó bị trượt. Cho nên khi mà cái thuốc của anh Sa vào nó làm mất cái lớp trơn trượt của con H. pylori đi. Cho nên nó bắt thuốc cũng tương đối rất dễ. Thì tôi nghĩ chính từ hai cái đó mà nó bắt lại cái con H. pylori trong những trường hợp mà chúng ta chữa đi chữa lại không lành đó. Mà khi chúng ta thay đổi phác đồ điều trị cộng với của bác sĩ Hùng Vân là chuyên môn cấy rồi ra cái kháng sinh nào đó mình đổi lại, từ vì thực sự là nếu mà các anh các chị biết rằng là khi mà mình chữa đó, bản thân tôi có khi tôi phải đổi đến 5 phác đồ điều trị H. pylori mà đau lòng lắm. Bệnh nhân đến cứ kêu hoài. Nhưng mà khi tôi gặp được cái Catrimum HP Plus đó, thì thực sự là tôi thấy có thành công và bệnh nhân không kêu. Nhưng chỉ có một cái thắc mắc là đúng như một câu hỏi ở đây có hỏi và hình như có chuyển cho tiến sĩ Sa hay là bác sĩ Vân gì đó, là cái câu là bệnh nhân bị dị ứng với trứng thì bây giờ làm sao, thì tôi cũng chịu. Từ vì khi bệnh nhân người ta nói, ta bảo thuốc ngon lắm, thơm mùi trứng, rồi có cái thơm mùi chuối, tức là người ta cũng thích, người ta bảo uống ngon lắm. Nhưng mà lỡ bệnh nhân mà có uống thì tôi đã gặp một bệnh nhân có uống có dị ứng. Và dị ứng đó thì mình hiểu rằng cái này có lẽ là tam từ sản phẩm trứng và mã trứng gà. Người ta nói là mùi trứng gà. Thế thì tôi phải cho dừng ngay. Và cái đó thì không biết là bên tiến sĩ Sa sẽ trả lời như thế nào. Còn về mặt thực nghiệm lâm sàng đó, thì tôi xài, nói thật với các bạn nhé, tôi không phải là cái người ham cho thuốc bệnh nhân đắt tiền đâu. Tôi chỉ nói Đông Đô là thuốc quá đắt thôi. Thuốc quá đắt tôi chuyên môn phải hỏi bệnh nhân có tiền uống không. Nhưng bây giờ người ta đi vào bước đường cùng rồi. Người ta đã chữa 2-3 lần không khỏi rồi. Thì tôi hỏi có tiền thì người ta bảo bây giờ có chết, có bán nhà người ta cũng phải chữa. Thế vì vậy cho nên là nếu bệnh nhân có tiền thì chúng ta chấp nhận. Và chấp nhận nếu người ta có tiền thì mình uống nó lâu lâu hơn chút. Còn nếu không có tiền thì uống đúng một phác đồ điều trị tiệt trừ H. pylori. Đấy là cái quan điểm của tôi. Thế còn cái lòng trứng trứng thì chắc là mở lòng trứng gà thì chắc anh trả lời. Vâng, tôi xin phép trả lời luôn cái câu hỏi này về bệnh nhân bị dị ứng với trứng gà có dùng được sản phẩm H. plus hay không. Thì câu trả lời thì nói chung là trên nhãn sản phẩm cũng đã ghi rồi, có cảnh báo rồi. Thì riêng những cái bệnh nhân mà có tiền sử dị ứng với trứng gà thì tốt nhất là cẩn thận. Thế nhưng mà thực ra thì tôi cũng phải nói như thế này. Thực ra người châu Á mình thì rất ít trường hợp bị dị ứng trứng gà nặng. Và cái trường hợp mà dị ứng với trứng gà nó hay xảy ra mà nghiêm trọng ấy
nhất là khi ta dùng trứng gà sống. Vì sao? Vì trong trứng gà thì cái thành phần mà gây dị ứng dữ dội nhất thì nó lại nằm ở trong lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng gà mà khi ta dùng ở cái dạng sống thì có trường hợp bị chết là vì dùng trứng gà lòng trắng trứng. Trong cái sản phẩm này, thứ nhất là chúng tôi đã tách hết lòng trắng trứng rồi. Và thứ hai nữa là cái lòng trứng đỏ, lòng đỏ ấy, thì đã được xử lý bằng nhiệt. Thì hai cái quá trình này nó giảm cái tỷ lệ gây dị ứng cho bệnh nhân đáng kể rồi. Và những cái sản phẩm liên quan đến sử dụng kháng thể trứng gà thì chúng tôi lưu hành được gần 20 năm nay. Thì từ trước giờ tôi chưa nhận được cái trường hợp phản ứng nào của bệnh nhân mà bệnh nhân báo cáo cho nhà sản xuất cả. Thế cho nên câu trả lời rất là một khi mình có tiền sử dị ứng với trứng gà thì trước hết là nên tham khảo ý kiến bác sĩ, và nếu mà dùng ấy thì tạm thời dùng rồi mình chú ý, mình theo dõi. Nếu mà cái phản ứng mà nó nhẹ ấy thì có thể không có vấn đề gì, nhưng mà cảm thấy ví dụ nó hơi ngứa ra chút thì không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà những cái dị ứng mà nó nghiêm trọng hơn, ví dụ như là rối loạn đường ruột chẳng hạn, hay là nổi mề đay khắp người thì nên dùng thì nên dừng, không dùng nữa. Có một câu các anh chị đồng nghiệp hỏi là thời gian điều trị trầm cảm thường kéo dài nhiều năm, vậy thì nên điều trị probiotic thời gian bao lâu, và bệnh nhân không có triệu chứng tiêu hóa thì có cần dùng hay không? Câu đầu tiên tôi sẽ phải nói ngay rằng là nếu mình đánh giá trầm cảm mà ở mức độ nặng mà có cái nguy cơ tự sát, chắc có lẽ mình không nên giữ. Cái đó thì phải là phối hợp và nên chuyển bệnh nhân ra cấp cứu y khoa. Trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái triệu chứng tiêu hóa kèm triệu chứng trầm cảm lo âu mà mình nghĩ là cái mức độ nó không đến mức độ nghiêm trọng như vậy thì mình có thể mình điều trị. Về cái vấn đề điều trị thì đúng là điều trị dài hạn. Tuy nhiên thì mình sẽ thấy ở đây là cho đến hiện tại, mình nói nãy tôi có nói cái câu là ánh bình minh, tức là mình thấy được ánh sáng, nhưng mà mình chưa có được cái dữ kiện một cách cụ thể rằng là mình sẽ thấy nó nằm trong một cái phác đồ mà người ta khuyến cáo cách cụ thể là thuốc gì, sử dụng bao lâu. Thì là tốt, nhưng những cái dữ kiện lâm sàng từ những cái phần đầu tiên chúng ta thấy là cái thời gian tối thiểu người ta thấy là phải 4 đến 8 tuần, thường thường là 4 tuần, hơn 4 tuần. Và một cái điểm may mắn rằng đó là nó rất ít, hầu như rất ít tác dụng phụ, con số trường hợp thì có nhưng mà rất là ít. Một cái điểm mà chúng tôi xíu sẽ xin ý kiến của cô Miên, tại cô Miên có rất là nhiều kinh nghiệm về này. Có một số những cái vấn đề trên thực tế lâm sàng chúng ta sẽ gặp những cái bệnh nhân thực sự mình đã chẩn đoán không có khó khăn gì về vấn đề trầm cảm lo âu, nhưng khi họ đến tới khám với mình á, mình hỏi là cái toa trước á, SSRI, rồi chống trầm cảm, ba vòng, tất cả những cái thuốc họ dùng, họ được kê. Nhưng mà họ không sẵn lòng cho chuyện đó. Bây giờ bệnh nhân lên online, họ sạch dữ dội lắm. Và họ biết rằng là mấy cái thuốc đó là trầm cảm lo âu và tôi hoàn toàn không muốn uống cái đó. Nên chúng tôi có những cái trường hợp bệnh nhân như vậy. Và trong cái trường hợp này, nó là một cái giải pháp rất tốt. Chẳng hạn chúng tôi nói là cái Ecologic Barrier mà 5 tỷ lợi khuẩn. Mình nói rằng trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng một cái thuốc mà chúng tôi nói ví von một cách là cái da ua đậm đặc, mà nó có thể giảm và nó có thể cải thiện cái vấn đề liên quan đến cái lo lắng về cái vấn đề gọi là rất giấc ngủ. Và chúng tôi có những cái trường hợp bệnh nhân như vậy và bệnh nhân rất là sẵn lòng, và sau khi uống và khi có hiệu quả thì họ rất là thích. Và chúng tôi nghĩ rằng là tác dụng phụ hầu như rất là ít. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái lợi điểm mà nó có thể là một cái chọn lựa trong cái thực tế lâm sàng mà chúng ta có thể xem xét cho những cái đối tượng bệnh nhân của mình. Cô ơi. Hỏi cái Cerebio trong điều trị vấn đề trầm cảm đó, thì cái này tôi cũng đã điều trị rồi và rất sương máu. Nghĩa là tôi rất tâm, nghĩa là tôi nhớ đời vậy đó. Tôi có những bệnh nhân mà trầm cảm lo âu mà cứ lúc nào cũng kêu IBS, tôi chữa hoài không khỏi, tôi tức lắm. Thế mà rất may là cách đây 2 năm, lúc ấy có anh Sa tôi được gặp đầu tiên. Thì lúc đó thì tôi cũng có nói y như cái câu của bác sĩ Đức vừa mới phát biểu, chắc anh Sa còn nhớ. Tôi có nói đây là một tiếng chuông đầu tiên báo hiệu của hội tiêu hóa, về tiêu hóa. Và biết đâu mình lại cũng có cái kiểu như ông Barry Marshall, tức là giải thưởng Nobel. Và tôi cũng hy vọng rằng là đây cũng là con làm một cái ánh sáng của đường tiêu hóa. Thế thì lúc đó thì chị Hương, chị chưa tiếp cận được bên hội tiêu hóa thành phố Hồ Chí Minh, thì chị khôn lắm.
chỉ cho tôi 10 hộp Cerebio miễn phí. Thì khi cho tôi 10 hộp Cerebio miễn phí, thì bệnh nhân của tôi đang lao đao về cái vụ IBS và rối loạn tâm thần. Rối loạn tâm thần nặng lắm. Khi chị cho tôi 10 hộp thì tôi biếu bệnh nhân tất cả 10 hộp. Biếu hết. Và ông chồng uống. Thì tôi xin báo với các vị, sau khi uống Cerebio được 6 hộp, thì bệnh nhân lên được 10kg. Và bệnh nhân hết hoàn toàn triệu chứng rối loạn tâm thần. Từ lúc đầu tôi nói với ông chồng tôi bảo, phải ông chị như thế nào chứ, thường hai vợ chồng mà chị cứ thế này chắc là phải ly dị rồi đấy. Từ vì suốt ngày bá than, ông chồng cực khổ một cách nữa là đau khổ. Tôi bảo trời ơi, thế này thì chồng này là ai mà chịu nổi cái bà vợ như thế này. Thế nhưng mà khi cho uống về thì bà ấy lên 10kg. Và cái rối loạn tâm thần của bà hoàn toàn ổn định. Và sau khi uống là ông cứ đến ông cứ đòi lấy, thì sau này tôi phải bán thôi, tôi làm gì có quyền cho nữa. Thì tôi bán theo cái giá của công ty. Thì uống được khoảng độ hơn một năm. Thì đến bây giờ bệnh nhân không thấy quay lại. Và ông chồng cũng không thấy quay lại. Thì tôi rất tâm đắc và tôi thấy một cái ca rất xương máu mà tôi nhớ đời. Và tôi cũng nói trời ơi, sao uống gì mà nó lên ký. Mà khi bà ấy quay lại với tôi không nhận ra bà ấy được nữa. Đấy, thì đấy là một cái mà kinh nghiệm lâm sàng của mình nói rằng là cái probiotic giúp đỡ trong vấn đề tâm thần cho bệnh nhân rất tốt. Và vấn đề IBS cho bệnh nhân, mình không có một phương pháp giải quyết nào hết, thì tôi cho uống đơn thuần một Cerebio. Và như vậy tôi đã dùng cho bệnh nhân trên một năm. Thì cái đó là cái bài học của tôi. Và sau này thì tôi lấy cái đó làm cái kinh nghiệm. Và sau này những cái mà IBS và rối loạn tâm thần vào nói lung tung một cái là tôi cho luôn cái Cerebio uống. Rồi tự nhiên bệnh nhân cũng tốt. Đấy, thì cái đó là cái câu hỏi. Còn cái câu hỏi mà ở đây mà lúc nãy không biết bác sĩ nào mới hỏi đó là có đưa vào phác đồ điều trị hay không về cái thuốc probiotic đó, thì tôi nghĩ đây chỉ là một tiếng chuông đánh lên chứ không phải là các tiếng chuông của nhà thờ đánh lên. Cho nên chúng ta vẫn phải theo guideline của thế giới, tức là chúng ta vẫn phải điều trị theo guideline của thế giới. Và khi nào mà miếng thịt chúng ta làm xong rồi mà ok thì chúng ta ok. Còn những cái miếng xương mà còn lại mà cứ gặm ngoài chúng ta gặm không được á, thì chúng ta cho thêm probiotic. Và cho probiotic thì các anh các chị sẽ nhận được kết quả như thế nào thì đấy là tùy cảm nhận của mỗi người. Nhưng với tôi thì tôi thấy đây là một loại thuốc tốt. Và bây giờ thì tôi có cái xu hướng là cho điều trị ngay ban đầu vào phác đồ điều trị probiotic. Tức là tôi cho thuốc ngay vào phác đồ mà tiệt trừ H. pylori đó, để nó giảm bớt cái triệu chứng phụ. Vì chúng ta đang dùng cái loại mà 4 món. Mà dùng 4 món thì tác dụng phụ nó kinh lắm. Nhưng mà triệu chứng phụ thì có giảm thật. Nhưng mà có một cái là công ty có thể xem xét như thế nào. Chứ còn nếu bệnh nhân chúng ta mà cứ xài như thế này thì cái toa thuốc diệt vi trùng trở nên là 2 triệu mấy đấy các bạn. 2 triệu mấy đó. Nếu mà dùng thêm probiotic mà đúng của cái công ty mà hôm nay mà họ hỗ trợ cho chúng ta đó, thì là một toa thuốc nó hơi đắt. Thế cho nên là nếu mà hỗ trợ được cho chúng tôi có một cái ưu ái nào hơn nữa để cho bệnh nhân của chúng ta làm, hoặc là có thể có một cái chương trình tài trợ nào đó cho những bệnh nhân nghèo, những bệnh nhân xóa đói giảm nghèo để người ta uống để chữa. Tức là mình phải có sự chọn lọc đó. Thì người nào giàu thì mình cứ cho tự nhiên, còn nếu không thì giảm bớt cho bệnh nhân để chúng ta đạt cái hiệu quả điều trị tốt hơn. Còn một cái câu nữa thì anh này anh ấy bán cái sang tôi là sơ sinh nhé, có cho uống probiotic không? Tôi xin lỗi, tôi là bác sĩ nội khoa, tôi không dám đá lộn sân. Tự vì răng cỏ bây giờ cũng hư rồi, bây giờ nó lại cho tôi phạt thẻ đỏ, đá thêm vài cái răng nữa ra khỏi miệng thì chết. Cho nên là tôi xin không được phép trả lời câu đó. Kính thưa thầy cô, cho em hỏi ca lâm sàng ạ. Dạ. Thì trước khi em hỏi thì em cũng rất cảm ơn công ty Đông Đô đã cho em một cái cơ hội để gặp được thầy cô và những chuyên gia đầu ngành của tiêu hóa. Những cái bài rất là hữu ích và những cái kiến thức rất cũng mới với em. Thì đây là một ca lâm sàng mà rất khó khăn cho em vì là người thân ở Mỹ. Cứ tối về điện là khi mà bác sĩ ở Mỹ đã chẩn đoán, bác sĩ gia đình chẩn đoán là hội chứng trào ngược dạ dày. Bệnh nhân vô cùng lo âu và uống thuốc Esomeprazole 40mg một ngày, mỗi ngày mà điều trị hoài trong 3 tháng không giảm. Và bệnh nhân rất là khó chịu, càng ngày tinh thần càng suy sụp. Như thầy Đức có nói là đây là một cái mà
liên quan đến như trục não bò ruột của bệnh nhân. Bệnh nhân sụt cân rất là nhanh và cứ nghĩ là ung thư, nhưng khi tầm soát các nơi thì không có bệnh lý, và đặc biệt về đêm bệnh nhân nằm ngửa ra là không ngủ được và ho rất là sặc sụa vì là hội chứng trào ngược dạ dày. Vì vậy mà hôm nay trong cái phần báo cáo của các thầy á, thì em rất là tâm đắc. Như vậy cái hướng điều trị bệnh nhân này nên sử dụng kể từ hôm nay, có thể là sử dụng được probiotic không? Và trong cái phần báo cáo của thầy Sa, trong cái thách thức 3 nói về việc mà tăng tiết axit hồi ứng, thì trong 79% nghiên cứu lâm sàng cho thấy probiotic giúp làm giảm triệu chứng của hội chứng trào ngược dạ dày. Vậy thì nghiên cứu này được sử dụng là trên người rồi phải không thầy? Và có thể là kể từ hôm nay em sẽ tự tin khi tư vấn bệnh nhân. Và xin cô Kiều Miên hồi nãy nói cái ca mà cũng tương tự như bệnh nhân này là dùng Ceberion. Vậy thì bệnh nhân này nên dùng ngay và liều lượng bao nhiêu, thời gian bao lâu? Em xin hết. Và trước khi trước lời thì một lần nữa em chúc thầy cô luôn mạnh khỏe để có những buổi sinh hoạt đầy bổ ích có những lần sau. Dạ. Xin hết ạ. Cái này thì tôi có thể trả lời được, tức là em có thể thực hành ngay bây giờ. Ngay bây giờ cũng được nữa, điện ra bên kia. Nhưng mà điều trị ở bên Mỹ thì tôi không biết là tên biệt dược gì. Nhưng mà cái Cerebio mà tôi xài đó, tức là cái này cái Cerebio đã được hội thảo một lần rồi, mà lần trước là chỉ có Cerebio mà thôi. Và mục đích của lần trước chúng mình dùng là Cerebio trong hội chứng trục não ruột. Trục não ruột tức là vừa có trào ngược, vừa có hội chứng dạ dày, lại vừa có rối loạn về trầm cảm tâm thần. Thế thì khi mà tôi lĩnh hội cái đó thì tôi xài. Thế thì cái gam mà Cerebio của nó là 2 gam một gói. Và cái Cerebio đó là thứ bột. Và người ta làm đông khô. Cho nên khi bạn cho uống á, thì bạn phải cho vào trong nước. Thì nếu bạn cho vào nửa ly nước, nước nhỏ thôi cũng được, để cho nó hoạt hóa các vi khuẩn mà đã đông khô rồi, và cho bệnh nhân uống. Thì uống lúc nào cũng được. Và tôi thì tôi nói kinh nghiệm của tôi là tôi cho tới 1 năm, thì bây giờ chắc nó mập quá, nó đi không nổi nữa, cho nên nó không có đến với tôi nữa. Thì thời gian của bệnh nhân của em vậy là bao lâu cô? Tại vì bệnh nhân này ốm lắm cô, có 40 kg. Rồi thì bây giờ cho uống một gói, còn nó có 2 gam. Tức là gói nhỏ xí à? Gói nhỏ xí này này, 2 gam. Và khi em dùng cái đó thì tôi khuyên em, nếu bệnh nhân mà có trào ngược nhiều á thì em vẫn dùng cái PPI. Em vẫn dùng PPI. Nhưng mà PPI nếu bệnh nhân mà bị buổi tối triệu chứng mà nặng thì em dùng cho bệnh nhân uống buổi chiều tối. Và nếu bệnh nhân bị ban ngày thì em cho uống PPI ban ngày. Nhưng mà kèm thêm là em dùng cái probiotic, mà bản thân tôi là xài Cerebio. Mà Cerebio là hàng của châu Âu chứ không phải hàng của anh Sa. Hàng của anh Sa thì mấy cái thứ mà HP thôi. Còn cái Cerebio là hàng của ai nhỉ? Của Hà Lan. Và tôi rất báo một tin rất là ngại là Cerebio của cái công ty Đông Đô này nhập từ Hà Lan về đó. Hết thuốc gần 2 tháng rồi. Không biết đến bao giờ thì có. Tôi cũng hối hoài mà thì cái này để cho Dược sĩ Hương sẽ trả lời là khi nào sẽ có Cerebio cung cấp cho các bác sĩ của Việt Nam. Xin mời Dược sĩ Hương. Nhân tiện cô Hương ấy, có một vài câu hỏi về liên quan đến phương pháp sử dụng sản phẩm Cerebio, em trả lời luôn ấy. Liều lượng và thời gian. Cái sản phẩm Cerebio thì đến ngày 21 tháng 9 này là sẽ có ở Việt Nam cô ạ. Như vậy là sau đến khoảng 22 tháng 9 là có thể cung ứng cho các bác sĩ và các bệnh nhân sử dụng được rồi ạ. Thế còn liên quan đến cái câu hỏi về cách sử dụng thì Cerebio với cái liều bình thường á, là chị sẽ cho bệnh nhân dùng một gói một ngày. Và mình sẽ giống như cái cách mà cô Miên có chia sẻ về kinh nghiệm ấy, thì vì là Cerebio nó được bào chế dưới dạng bột đông khô và nó có một cái phương pháp bào chế rất là đặc biệt để giúp cho cái vi khuẩn sống này nó có thể đi qua được dạ dày mà ít bị tác động của axit dạ dày cũng như là các men tiêu hóa. Trên khi mình uống thì mình sẽ pha vào trong nước khoảng 40 độ C và để yên trong vòng 1 phút để cho cái vi khuẩn đấy nó wake up, nó tỉnh dậy. Thế sau đấy rồi mình mới khuấy đều lên để uống. Và cái liệu trình mà mình dùng á, thì tối thiểu mình cũng phải dùng liên tục trong 2 tháng. Thì lúc đấy là mình mới có thể đánh giá được một cách nó rõ hơn về cái hiệu quả. Thì tuy nhiên là cái triệu chứng thì các anh chị có thể thấy là bệnh nhân bắt đầu cảm nhận được sau khoảng từ 1 đến 2 tuần. Ở đây cũng là cái kinh nghiệm mà bọn em ghi nhận được rất là nhiều từ các cái bệnh nhân khác nhau sử dụng trong vòng mấy năm qua.
tức là để ghi nhận cảm nhận, để cảm nhận được triệu chứng giảm thì chỉ trong vòng 1 đến 2 tuần thôi. Thế tuy nhiên để mà đạt được cái hiệu quả mà nó rõ rệt thì chúng ta phải dùng ít nhất là 2 tháng. Thế còn đối với một số các cái trường hợp bệnh nhân mà bị các cái triệu chứng trầm cảm lo âu nặng nề hơn á, thì cái liệu trình sử dụng psychobiotic nói chung và Cerebio nói riêng á, thì chúng ta có thể sử dụng kéo dài hơn. Và thực sự là chúng ta chỉ nên dừng á, khi mà các cái triệu chứng của bệnh nhân đã thuyên giảm rồi. Và khi mà thuyên giảm được như vậy rồi, ở cái mức chấp nhận rồi, thì lúc đấy có thể là chúng ta sẽ dừng, chúng ta không phải là cứ dùng liên tì tục mãi. Và khi nào triệu chứng nó quay trở lại thì chúng ta có thể bắt đầu lại với lại Cerebio. Xin lỗi để tôi trả lời câu này nó rất các bạn không biết các bạn có gặp coi chứ chúng tôi cũng gặp. Tôi mà vừa trao đổi bác sĩ Đức có trả lời không, bác sĩ Đức bảo em chịu em không trả lời được. Tức là cái câu là bệnh nhân thụt cà phê chứ không phải uống cà phê. Thụt tháo cà phê để giải quyết vấn đề đường ruột. Thế thì bệnh nhân đến tôi người ta cũng nói như vậy, thì tôi nói rằng cà phê là thứ đắt tiền và tôi chỉ biết rằng người ta uống cà phê. Uống cà phê thì cà phê đá, cà phê đen, cà phê sữa, cà phê gì đó. Tôi chưa bao giờ tôi thấy là thụt, tôi chưa có kinh nghiệm bao giờ mà thụt cà phê ở đường hậu môn. Cho nên là bạn nào mà thấy bệnh nhân như thế này thì tùy bạn đó. Bạn có khuyên bệnh nhân thế nào thì khuyên, chứ về mặt y văn thì chưa có một y văn nào ghi nhận rằng thụt cà phê để chữa bệnh tiêu hóa. Mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Khánh Tường. Xin chào cô Miên, thầy Vân và tiến sĩ Sa. Thì liên quan đến probiotic thì mình xin có một số ý kiến như sau. Thứ nhất, về cái trong cái guideline mà có cái hướng dẫn sử dụng probiotic rõ ràng nhất là cái trong cái dạ dày của mình là cái S. pylori. Thì cái Maastricht 6 của mình nó dành đến 9 cái statement để nói về S. pylori. Thì ở đây mình muốn nói rằng là thật sự nó có hiệu quả trong vấn đề giảm triệu chứng cũng như là có tăng cái tỷ lệ tiệt trừ. Tuy nhiên mình phải nhớ ra khi mình sử dụng cái phác đồ 4 thuốc á, thì phác đồ diệt S. pylori á, thì cái thuốc rất là nhiều, cách uống rất là phức tạp, có lúc 2 lần, 3 lần, 4 lần. Bây giờ mình thêm một cái probiotic thì mình phải lưu ý rằng nguyên tắc probiotic uống là cách kháng sinh ra 2 tiếng. Còn trừ cái kháng sinh mà cái postbiotic thì mình không biết, tí mình hỏi thì anh Sa, nhưng mà mình phải cách ra 2 tiếng. Thế là mình kia một cái phác đồ mà rất là phức tạp, trong đó cái probiotic lại cách thêm 2 tiếng uống nữa so với kháng sinh, thì hầu như nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuân thủ của bệnh nhân rất là nhiều. Và như vậy mình thấy cái lợi đâu không biết, mình thấy cái tuân thủ không đáp ứng là trước mắt nó là sẽ giảm cái hiệu quả. Do đó các anh chị khi sử dụng probiotic phải rất là cẩn thận. Một trong những cái statement liên quan đến probiotic của Maastricht 6 đó là họ nói khi mình diệt H. pylori trong vòng 14 tuần thì sau đó nó đưa đến cái dysbiotic, tức là cái loại rối loạn khuẩn ruột nó rất là lớn. 14 ngày thì sau đó sẽ đưa đến cái loạn khuẩn ruột. Do đó khuyến cáo chúng ta là sau khi chúng ta diệt S. pylori rồi á, thì chúng ta nên bổ sung thêm cái probiotic. Và cái cách probiotic khi mình uống á, thì là đối với probiotic thì họ khuyên mình uống á, đa số probiotic là nên uống khi mà bụng đói hoặc là trong vòng sau ăn 20 phút, 30 phút. Lý do là lúc đó cái axit dạ dày của mình nó chưa tiết ra nhiều. Do đó mà cái probiotic nó có thể đi xuống cái ruột và nó ít bị ảnh hưởng nhất. Còn riêng với cái postbiotic á, thì mình không biết, thì theo anh Sa thì thấy một số khuyến cáo là lúc thì uống trước, lúc thì uống sau thì nên như thế nào là cái chuyện thứ hai. Cái thứ ba nữa là mình thấy trong cái những cái vấn đề mà cái guideline nữa bên cạnh S. pylori á, là vấn đề rối loạn chức năng tiêu hóa dưới liên quan đến IBS, thì mình thấy có chỉ định trong cái có hướng dẫn rõ ràng. Còn với đúng cái GERD với cái Breakthrough PPI thì là cũng như cô nói mới bắt đầu thôi. Liên quan đến cái gan, tại vì mình thấy ở đây ít nói về gan trong khi thực sự cái probiotic hay là cái postbiotic hay symbiotic nó liên quan đến gan rất là nhiều. Lý do là sao ạ? Tại vì mình biết á, là tất cả những cái máu từ cái hệ tiêu hóa, đặc biệt từ ruột, là nó sẽ theo hệ cửa về gan. Do đó đặc biệt trong bệnh lý gan rượu hiện nay, cái cơ chế chính á, không phải là do cái tác động trực tiếp mà là do cái rượu nó đi xuống á, cái ruột của mình nó gây loạn khuẩn ruột và gây ra hiện tượng rò rỉ ruột và phóng thích các nội độc tố vào trong cái tĩnh mạch cửa đi đến gan, và nó đi ra một hàng loạt cái tình trạng tiềm viêm cũng như stress oxy hóa. Và đó là lý do cơ chế chính, một trong những cơ chế chính đưa đến bệnh gan rượu cũng như là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Thành ra chúng ta thấy là đối với gan nó có vai trò rất là rõ. Trong guideline thì họ nói rất là rõ đến cái bệnh não gan cũng như là cái SVP, tức là viêm phúc mạc do vi khuẩn tự phát, xơ gan. Nó có thể giảm một số cái biến chứng của nó. Còn ngoài ra về gan, về cái NAFLD với cái bệnh gan rượu thì cũng có đề cập khá là nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên thì mình không vô cái guideline.
Một trong những cái nữa là mình đề cập đến cái thời gian điều trị á, thì ở đây á, thì thường thường là cái probiotic thì bắt đầu có hiệu quả từ 1-2 tuần. Nhưng mà cái thời gian điều trị của mình á, thường thường á, là người ta cho thường là 4-8 tuần hoặc thậm chí 12 tuần. Cerobio mình thấy là có 12 tuần đó. Thành ra các anh chị nếu mà cho thì đừng cho có một tuần không có hiệu quả gì hết. Ít nhất là 2 tuần lễ. Và nếu mà kéo dài thì mình có thể cho đến 12 tuần lễ. Đó là những cái mình muốn bàn luận thêm. Và đây cũng muốn hỏi thêm là cái vấn đề sử dụng cái postbiotic á, thì mình sử dụng trên cái bệnh nhân điều trị dược S. pylori thì sử dụng chung thì được, không có phải cách cái kháng sinh ra vì đây là một cái loại vi khuẩn chết. Với thứ hai nữa là cách mình uống á, là mình nên uống là cũng không có quan trọng lắm về cái vấn đề mà uống phải là uống lúc đói hoặc uống là sau ăn trong vòng sau ăn 30 phút. Cái này xin hỏi thêm tiến sĩ Sa. Dạ, xin hết. Vâng, liên quan đến cái này thì tôi cũng nhận được một câu hỏi của một bác sĩ. Thì câu hỏi là khi dùng Johnson 1088 chung với liều kháng sinh ấy, thì có kháng sinh có làm mất cái tác dụng của probiotic hay không? Thì cái trường hợp này thì khi mà dùng probiotic dạng sống ấy, thì tôi nghĩ là nếu mà dùng chung với kháng sinh thì có thể sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, vì là những cái chủng probiotic mà nó bị nhạy cảm với liều kháng sinh ấy, thì rất dễ bị kháng sinh tiêu diệt. Nhưng mà trường hợp mà hôm nay mà tôi báo cáo về những cái sản phẩm dùng cái Lactobacillus Johnson 1088 thì do cái đây là cái dạng chết postbiotic cho nên là sẽ không có ảnh hưởng gì hết đối với lại khi dùng chung với kháng sinh, nên ta dùng cái này thoải mái, nên dùng lúc nào cũng được. Thì tiện đây thì có một câu hỏi nữa thì nó rất là cơ bản mà nó hơi chệch với cái nội dung báo cáo chính hôm nay, nhưng mà tôi nghĩ chắc là nhiều bác sĩ sẽ quan tâm hơn. Vì trong báo cáo của tôi có nói đến một cái kháng thể gọi là kháng thể IgY. Thì một bác sĩ có hỏi là IgY là gì? Xin anh giải thích cụ thể hơn không ạ? IgY nó là cái kháng thể mà chúng tôi tách từ trứng gà. Chữ Y ở đây là nó viết tắt cho cái chữ yolk, tức là lòng đỏ trứng gà. Thì thực ra cái này nó cũng giống như cái kháng thể IgG của gà thôi. Ở trên cái động vật khác như là ngựa hoặc là thỏ, khi chúng ta tiêm miễn dịch để chúng ta lấy kháng thể từ huyết thanh, đấy, thì nó là IgG là chính. Nhưng mà trường hợp ở gà ấy, thì nó rất là tiện, nên là khi ta tiêm miễn dịch cho gà thì cái kháng thể trong huyết thanh của gà nó truyền rất là nhiều vào trong trứng và nó tích trữ rất nhiều trong trứng gà, lòng đỏ trứng gà. Thì chính vì vậy chúng tôi chỉ việc thu cái lòng đỏ trứng gà và chiết cái kháng thể ra, và chính vì vậy cái kháng thể gọi là IgY. Cái cách điều chế thì cũng vậy thôi, tiêm chế một cái vaccine từ cái kháng nguyên của vi trùng HP, sau đó tiêm miễn dịch cho gà một vài lần. Khi mà thấy cái lượng kháng thể trong trứng mà nó cao lên thì chúng tôi sẽ thu trứng và chế thành sản phẩm thôi. Đó là câu trả lời là như vậy. Nên ngoài ra có một số câu hỏi liên quan đến cách sử dụng sản phẩm, thời gian như thế nào. Có lẽ là thời gian có hạn cho nên sau này đề nghị các bác sĩ hỏi trực tiếp cô Hương. Nha, cô Hương trả lời luôn nhé. Kính thưa các chuyên gia và các bạn đồng nghiệp ở trong hội trường, thì ở bên em thì nói chung là muốn bổ sung. Xin lỗi một chút, em tên gì và công tác ở đâu? Dạ, em là dược sĩ Diệu bên nhà thuốc Diệu Minh. Thì hôm nay em muốn là nói về lâm sàng thì nói chung là tụi em phải học hỏi ở bên bác sĩ. Nhưng mà nói về cơ chế thì em muốn rằng hôm nay á, cái ý kiến của em thì có thể hỗ trợ để cho các anh chị đồng nghiệp mạnh dạng mà khi sử dụng cái Gastimum HP. Và em được cái may mắn là đã dự một cái hội thảo mà khi cái Gastimum HP có mặt đầu tiên trên thị trường Việt Nam. Và muốn không hiểu tại sao mà cái sản phẩm này nó rất là mắc và nó lại hay như vậy. Thì tự tìm tòi nghiên cứu và cũng như là đọc nhiều cái tài liệu nói về, giống như là thầy Sang mới vừa báo cáo là tạo được một cái kháng thể. Thì cái Gastimum HP đó là khi chúng ta biết muốn mà mạnh dạn sử dụng, tại sao mà cái kết quả điều trị nó không có đạt tiêu chuẩn từ 70 đến 80% mà chúng ta vẫn mạnh dạn phối hợp, là vì sao? Khi mà biết rõ cơ chế của nó thì chúng ta cũng thấy được cái hiệu quả của các bạn đồng nghiệp mà ở bên bệnh viện Hoàng Mỹ vừa thắc mắc. Thì khi mà cái Gastimum HP á, chúng ta uống vào trong dạ dày của mình á, nó sẽ tạo một cái hỗn dịch, đó là một cái chất keo mà làm kết dính các cái vi khuẩn Helicobacter lại với nhau. Khi mà chúng ta sử dụng cái kháng sinh, cái phác đồ điều trị kháng sinh với lại cái BBI thì đã diệt đi rất là nhiều cái loại vi khuẩn HP rồi.
Thì khi mà chúng ta phối hợp thêm nữa cái gatimum HB vô thì nó sẽ làm cho những cái chất này kết dính lại và làm bất hoạt cái vi khuẩn HB, thì những cái thực bào mà có trong dạ dày của chúng ta nó sẽ tiêu diệt đi cái vi khuẩn HB. Chính vì vậy mà trên cái nghiên cứu thì kết quả cuối cùng nó đạt được hiệu quả tối ưu là lý do là như vậy. Và xin hết. Và cái Cerevio nữa xin góp ý kiến luôn là hai cái sản phẩm này là đúng là thực phẩm chức năng, nó chỉ mang tính chất hỗ trợ. Nếu mà chúng ta sử dụng độc lập thì hầu như là tôi thấy không có kết quả. Khi mà chúng ta phối hợp giữa bên Tây y và bên cái thực phẩm chức năng này thì mang lại hiệu quả rất là nhiều. Thôi, mà... thôi cảm ơn chị. Từ vì chúng ta thời gian chúng ta còn rất ít để cho giáo sư Đức sẽ nói vài câu. Sau đó chúng ta sẽ chấm dứt hội nghị ở đây. Vì là chị là dược cho nên chị không hiểu rằng các bác sĩ người ta đã hiểu toàn bộ các vấn đề của chị rồi. Ngay chị nói chúng tôi đã hiểu nó cơ chế như thế nào và xử lý như thế nào và phải xử lý như thế nào trong từng trường bệnh nhờ bệnh nhân. Cho nên dược ở đây á, thì theo tôi là cũng giúp ích, nhưng mà chúng tôi cũng hiểu rồi. Thì cảm ơn chị. Xin mời bác sĩ Đức. Cảm ơn các chuyên gia. Chị xin ý kiến của cô Miên để nói thêm một số cho nó rõ cái ý về cái guideline HP sắp tới mà hội sẽ công bố. Thì khi mà thay xây dựng cái đồng thuận 32 chuyên gia tham gia đó, vì thì cái nguyên tắc ở đây là có cô Miên, có tôi, có bác sĩ Quang, có cô Tường. Thì nó cái quan điểm chung tức là sẽ đồng thuận sẽ thông qua nếu mà 80% các chuyên gia thông qua, mà mình sẽ phải thảo luận hai vòng, tức là lần đầu mà không thành công, lần sau đưa ra thảo luận lần nữa. Thì nó có một cái đồng thuận liên quan là việc sử dụng probiotic làm giảm tác dụng phụ và tăng hiệu quả tiệt trừ HP, khuyến cáo có nên sử dụng hay không. Thì mình có 56% thông qua trong vòng 2 vòng. Thành ra trong cái bản quý vị sẽ nhận được vào cuối năm đó, thì nó sẽ có một cái phần phụ lục nói rằng các đồng thuận đã được đưa ra bàn mà sẽ không thông qua. Thì mình sẽ thấy là trong cái buổi hội thảo này nó không có một cái gì là không thống nhất ở tất cả những cái vấn đề mà các thầy cô đưa ra. Những cái ca cô Miên đưa ra, cô Miên nói là từ những cái ca mà tới cô là thường là những cái thứ chẳng ăn rồi. Tức là mình sẽ phải chọn lọc trên những cái trường hợp mà khó khăn và có thể có nguy cơ của tác dụng phụ thôi. Còn cái khuyến cáo chung cho những cái trường hợp mà điều trị HP lần đầu tiên mới thì người ta không khuyến cáo sử dụng probiotic một cách thường quy. Thì quý vị đồng nghiệp nhớ cái chuyện đó để mình thấy là cái sử dụng lâm sàng của mình khi mình nhận được cái guideline mình không có cái gì, có một cái sự xung đột về cái quan điểm ở đây. Ngoài ra tôi có nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến cái kỹ thuật xét nghiệm hay là nuôi cấy, thì không biết là có lẽ là ta nên thảo luận riêng nhỉ. Có một câu hỏi rất là thú vị từ một bác sĩ. Khi trường hợp bệnh nhân bị tăng cholesterol trong máu ấy, thì có nên sử dụng sản phẩm Gastimon HP Plus hay không? Vì là tôi nghĩ bác sĩ này lo rằng trong sản phẩm có trứng gà. Thế nhưng mà đấy, thực ra cái này thì có thể trả lời chung luôn là cái mối lo mà ăn trứng gà làm tăng cholesterol trong máu thực ra là cái mối lo sai, nó cũ rồi. Cái này là do cái khuyến cáo nhầm lẫn từ cái hội tim mạch bên Mỹ từ cách đây mấy chục năm, 70 năm đấy. Thì họ hiểu nhầm về cái cholesterol. Thực ra trứng gà rất tốt cho những bệnh nhân có cholesterol cao. Vì sao? Khi ăn nhiều trứng gà hàng ngày, đúng là cái hàm lượng cholesterol có thể nó sẽ tăng lên, nhưng mà cái tăng là cái cholesterol tốt chứ không phải cholesterol xấu. Trong cái cholesterol nó có hai loại, một là cái loại cholesterol tốt, một cái loại cholesterol xấu. Thì trứng gà thì phần lớn là cái cholesterol rất là tốt, cho nên là chúng ta cứ yên tâm dùng. Đấy. Không lo gì cái này. Các bạn đừng có hiểu nhầm đây là trứng gà. EGY là viết tắt như là tiến sĩ Sa có nói, cũng giống như chúng ta hay làm cái xét nghiệm IgE đó. Tôi vừa mới nói với Đức, tôi bảo IgE là gì? E là energy, tức là chúng ta tìm cái kháng thể dị ứng khi mà chúng ta thử máu cho bệnh nhân, tức là cái ký hiệu của người ta. Còn là cái thuốc của công ty Đông Đô đó là làm bằng trứng gà thì nó có mùi trứng gà, nhưng cái đó là cái môi trường nuôi cấy các vi khuẩn chứ không phải nó là quả trứng gà. Cho nên là các bạn đừng có nhầm lẫn. Thế thì bây giờ thì còn nhiều câu hỏi lắm. Bên bác sĩ này cũng còn câu hỏi, nhưng mà chúng ta phải làm đủ tiến độ. Và cái thứ hai là chúng ta chỉ có một ngày nghỉ duy nhất là ngày hôm nay, mà mất nửa ngày rồi. Cho nên là có lẽ là chúng ta nên chấm dứt ở đây. Nếu các bạn
mà còn nhiều câu hỏi các bạn còn muốn là làm nữa, thì chúng ta sẽ làm buổi hội thảo khác và kết hợp giữa nhiều những cái ý kiến thắc mắc để làm một buổi hội thảo khác giải đáp cho các bạn, cho các bạn thỏa đáng. Và như vậy tôi tổng kết ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta đã làm 3 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất là chúng ta làm về cái probiotic, tức là làm về cái những cái vi sinh. Thì phải rất cảm ơn bác sĩ Hùng Vân. Bác sĩ Hùng Vân đã cho chúng ta những cái kiến thức rất cơ bản về những cái dòng vi sinh và cái sự khác biệt của các dòng vi sinh đó như thế nào. Sống chết gì thì chúng ta cũng xài được. Và như vậy, đấy chỉ là sự lựa chọn của các bác sĩ và từng loại bệnh, từng kinh nghiệm của lâm sàng của mỗi một người. Và như vậy, chúng ta có thể dùng tương đối là rộng rãi theo cái kinh nghiệm của mình. Cái thứ hai là cái bài báo cáo của tiến sĩ Sa. Thì tiến sĩ Sa cho chúng ta cái khai quát về cái thử nghiệm và cái mà chúng ta có thể ứng dụng trong những vấn đề mà chúng ta khó điều trị. Đó là gì? Đó là nhiễm Helicobacter pylori kháng thuốc. Thì chúng ta có thể có thêm một độc lực để dựa vào cái buổi hôm ngày hôm nay chúng ta ứng dụng vào lâm sàng để giải quyết cho bệnh nhân của chúng ta. Và nếu mà nói rằng là chúng ta làm để chúng ta đưa cái này vào tất cả thì nó chưa có guideline của thế giới. Mà nếu chưa guideline thế giới thì các anh các chị chúng ta lưu ý đây là chúng ta phạm luật. Và như vậy thì bảo hiểm y tế ta không thanh toán cho bệnh nhân là rắc rối. Cho nên chỉ dùng mà chúng ta hãy được giải thích cho bệnh nhân rõ ràng và bệnh nhân phải có đầy đủ kinh tế thì chúng ta mới xài. Và chỉ nên dùng những trường hợp mà nhiễm Helicobacter pylori kháng thuốc. Và rất cảm ơn anh Sa đã cho chúng tôi luôn cả cái phần mà bệnh lý trào ngược do tăng tiết axit khó chữa bằng cái thuốc Cartifit mà anh Sa hôm nay không có nói, nhưng mà tôi biết là có. Và như vậy là báo cáo của hai chuyên đề đó, còn của bác sĩ Đức thì lại cho chúng ta về cái dùng probiotic trong vấn đề trầm cảm mà lại có vấn đề về đường lý tiêu hóa, tức là cái hội chứng ruột kích thích cộng với hội chứng trục não ruột. Và chúng ta cũng vẫn có thể là dùng một cái probiotic một cách nó thoải mái. Và cái đó thì thực sự là đã bắt đầu đưa vào guideline của thế giới. Và hiện nay các hội nghị tiêu hóa lớn của thế giới, người ta đã bắt đầu sử dụng probiotic trong bệnh lý trầm cảm có rối loạn tiêu hóa. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể là sử dụng luôn. Và như vậy là hôm nay chúng ta làm cũng được nhiều đấy nhỉ. Và tôi cũng rất mong rằng là các bạn của chúng ta sẽ dựa vào những cái kinh nghiệm lâm sàng, dựa vào những cái tiếp cận của những cái buổi hội thảo để các anh các chị chúng ta có thêm những cái động lực trong vấn đề điều trị bệnh nhân tốt hơn. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những buổi hội thảo khác. Và tôi xin thông báo là hội nghị tiêu hóa toàn quốc sẽ được tổ chức tại Bệnh viện 108 vào ngày 11 và ngày 12 tháng 11. Thì các thầy, các cô, các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp ở tất cả của khu vực miền Nam chúng ta muốn tham gia thì hãy đăng ký với lại những công ty nào mà được tài trợ. Còn nếu không đăng ký tài trợ thì gọi thì sẽ liên hệ với bác sĩ Đức. Bác sĩ Đức sẽ lo những cái chuyện là đăng ký. À, bác sĩ Quang, bác sĩ Đức. Bác sĩ Đức không chịu. Bác sĩ Quang. Đăng ký để bác sĩ Quang báo cáo. Và như vậy hội tiêu hóa chúng tôi thì rất là nghèo, có bao nhiêu xài bấy nhiêu thôi. Vì vậy cho nên là tôi chỉ có hai ý kiến. Ý kiến thứ nhất là nếu các bạn nào đã là hội viên rồi thì đóng hội phí cho đầy đủ để chúng tôi có tiền chúng tôi xài, chứ không thì chúng tôi không có tiền chúng tôi xài hội thảo đâu. Cái thứ hai là những bệnh nhân, những bác sĩ nào có nhã ý muốn làm hội viên hội tiêu hóa thì xin ra gặp anh Quang, anh Tịnh, chị Đào ở ngoài kia và chúng ta làm nhiệm vụ của hội viên. Và chúng tôi sẽ thông báo tất cả lên trên mạng, từ vì của chúng tôi hiện nay đã có website, đã có những cái thông tin tuyên truyền và chúng ta và các bạn có thể tiếp cận một cách nó dễ dàng. Cho nên là bạn nào mà có muốn thì các bạn cứ việc các bạn mạnh dạn đăng ký và các bạn sẽ được tham gia tất cả các buổi của hội tiêu hóa tổ chức. Thế thì